Mày điên hả? Mày làm gì tự nhiên mày đi sáng đâu giờ tự nhiên về mày làm con trò mèo vậy? Chịu đi hả? Hả? Thấy gì không? Thấy gì? Phải quan sát chứ, phải chi tiết chứ. Thì đó, quan sát mới thấy mày làm con trò mèo gì đó. Ủa đừng có quan sát tính tình. Quan sát ngoại vi đó, ngoại hình đó. Ok không? Làm sao? Trời trời, thiệt luôn á. Nướng sườn khiết khói lên làm như mũ đầu mũ ốc hay sao không nhìn được. Mày nói gì nó lại đi mày. Áo vét. Thì trời đó ơi, phải nói thẳng ra cái áo vét mới để ý cái áo vét đó trời. Tao cũng đang hỏi mày đó. Đó là mày làm cái trò mèo gì đó. Mày nghĩ sao mà mày làm nghề gì? Mày phục vụ quán cơm. Quán cơm bình dân. Mày mặc đồ vét làm gì? Trời nóng nực nữa. Mày khùng hả? Kém, có chuyện kém thì kém gì? Kém mà kém, kém phải kém thường. Bây giờ sắp Tết chưa? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, sắp Tết mình phải mặc đồ đẹp chứ, mặc đồ vét chứ, đúng không? Ý là thay đổi giao diện á hả? Thay đổi giao diện, đúng không? Thay đổi ngoại hình của mình chi để mình phục vụ khách hàng. Khách hàng thấy mình có sự chỉnh chu trong cách phục vụ, khách hàng sẽ ghé cái quán này thường xuyên hơn nữa. Hiểu chưa? Với lại con ông chủ nghe nhiều khi á mà có mấy khách nữ nữ mà tụi tin vô thấy cái kiểu như vậy, cái outline như vậy, thích liền, biết đâu có vợ rồi sao, đúng không? Trời ơi, con nhỏ rất bạc phước lắm luôn á. Tự nhiên cái bạc phước. Trời ơi, con ông chủ nghe nguyên cái bộ outline này con hơi bị tốn tiền cũng vẫn chơi đâu á. Áo vest này mua 75 ngàn nè. Tự nhiên nghe ngoài thấy áo vest mà đổ đóng bán giống như là đồ sida vậy. Khoái quá vô dứt liền. Tao nhìn mày, tao thấy nó dị gì đâu á. Dị gì? Mệt quá, thôi lo dọn dẹp đi rồi buôn bán nữa. Ôi sao cái nút này gài không vô ta. Cho em giữ cơm. Giữ. Ê, Toàn. Dạ. Cái quán này á, không có cho. Quán này quán bán nha. Kể cả thứ bảy cũng vậy, cũng là quán cơm 1.000 đồng. Tự nhiên mày vô đây mày kêu cho giữ cơm. Không, ý em là mà bán cho em giữ cơm á. Ừ, mày thiếu cái chữ bán thôi, câu chuyện nó khác liền, thấy không? Không nói chuyện tao mà nhìn tao cái đi. Dạ. Nhìn tao cái. Thì em đang nhìn nè. Mày bỏ cái khuôn mặt tao đi. Mày nhìn chi tiết tao một cái coi được không? Ý nó nói cái áo vest của nó đó. Mày khen nó giùm tao một tiếng. À dạ. Ê quê nha, quê nha. Ê quê thiệt nha. Sao nào? Thí dụ mày nhìn cái áo tao mà một là đẹp, hai là xấu mày. Mày gật đầu là ý gì tao không hiểu. À, ý là cái áo đẹp. Ừ đó, cái này đó, chi tiết à. Thấy chưa? Rồi hiểu. Mặc với cái quần này không hợp lắm. Không, mày bớt chi tiết lại khúc này nha. Nè, đừng nhìn cái quần của ta. Mày nhìn từ đây nè. Nè, nhìn chung chung thôi nha. Dạ. Vậy nha. Dạ. Outline hơi mắc á. Cho em giữ cơm. Chán. Chán này dễ sợ luôn, thiệt sự luôn á. Tao nè. Tao mới chán mày nè. Cái gì? Vậy cũng bắt bẻ rồi lần này nọ. Mày thảo để giùm tao đi. Cho nó lịch sự. Lịch sự cái đầu mày nhìn nó gốm nó dị dạng lắm. Trời ơi. Đồ vét mặc vô dị dạng. Mày, người ta mặc thì sang lắm. Mày mặc kỳ lắm. Nè nhìn tự nhiên nó u gục nè. Chẳng qua bụng bự thôi. Tập gym bụng nhỏ lại nè. Bây giờ thả cái nè. Ok. Rồi làm cơm cho người ta đi. Rồi ok. Nãy giờ tao thấy điện thoại mày gọi nhiều lắm á. Sao bấm tắt hoài vậy? Nghe đi lỡ tao có chuyện gì sao? Không sao đâu anh. Mấy đứa bạn em nó gọi đó mà. Lát ăn cơm xong em gọi lại. Trời đất ơi. Tao không ngờ con người mày vậy luôn á. Mày ích kỷ vừa thôi chứ Toàn. Dạ. Tự nhiên bây giờ mày nghe cho người ta cái nên tao yên tâm. Nhiều khi người ta đang khó khăn về kinh tế. Rồi Tết nhất tới rồi. Bạn bè mày lỡ nó có cái chuyện gì khó khăn á nó gọi cho mày. Thì mày giúp đỡ nó. Có tiền có bạc mà sống ích kỷ quá không được. Tao nói một câu là một miếng khi đói là bằng một gói khi no. Nha. Không? Cuộc sống này là phải cho đi. Rồi mình nhận lại. Không cần nhận lại tiền. Đôi khi cứ nhận lại sự yêu thương thôi. Cũng là một cách để nhận lại. Em hiểu rồi. À, lát ăn cơm xong em gọi lại liền cho tôi nó. Ừ. Ủa nè, nói vậy là mày cho mượn hả? Dạ. Cho số thì tao gọi mày luôn. Mày nhảm rồi đó. Em biết. Thôi vậy nha. Anh nói giỡn thôi chứ bạn. Tao thấy mày nên nghe được rồi nha Toàn nha. Không sao đâu, mấy đứa bạn em nó gọi mà, lát em gọi lại. Ủa bạn mày tên mẹ hả? Hả? Bạn mày là mẹ mày hết hả? Tao nhìn rõ ràng mày lu là mẹ mày. Hay là Tết nhất rồi có gì giận dỗi rồi hả, dưới quê rồi không thèm nghe điện thoại của mẹ. Tao nói mày biết nha, người lớn nha mà càng gọi không được là người ta càng lo lắng. Nha. Rồi sinh bệnh, lúc đó hối hận không kịp đâu, tao nói vậy thôi. Không phải đâu anh Nam, tại vì em sao? Đang ăn mặc gì đó, em không muốn để cho mẹ em nhìn thấy thôi. Trời ơi. Con nghe nè mẹ.
Sao tao gọi nãy giờ không bắt máy? Đang ngoài đường hả con? Nãy giờ con bận họp kiếp đồng mới với đối tác á. Xong rồi con mời họ đi ăn, cho nên là con không có nghe điện thoại. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Có chuyện mới gọi mày được hay sao? Không phải, ý con không phải là vậy. Nhưng mà có gì không mẹ? Mẹ tính chừng nào về nhà? Hai cái Tết rồi đó, tao chưa gặp được mặt mày đó. Lúc này công việc của con bận lắm mẹ. Bận cái gì mà bận? Tết nhất á, ai mà làm mà bận hả? Thằng Hoàng đó, nó cũng làm lớn, nó cũng bận trăm công nghìn việc, mà nó sắp xếp năm nào cũng về được mấy lần hết á. Mày á, làm chủ mà tao tưởng đâu là trốn nợ không á. Trời mẹ ơi, thằng Hoàng khác con khác. Công việc của con với nó khác nhau mà. Tới lúc nào mẹ cũng so sánh con với nó là sao vậy? Thì làm gì thì làm. Năm nay á, ở nhà có chuyện, cũng tập hợp đông đủ lắm đó. Coi sắp xếp mà về nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Khoan. Mình để yên cho cũ à. Dạ. Chủ coi. Thấy không? Con mà mặc cái áo này nhìn như ông chủ, nhìn sang dễ sợ. Nó mặc cái nhìn như ông già trời. Sao mà mặc cái áo gì đâu mà thùng thình vậy? Mày nhiêu ký vậy Nam? 95. Toàn nhiêu ký? Dạ 70. 25 ký đó Nam. Mập ốm nó đâu giải quyết cái vấn đề là mặt đẹp hay mặt xấu. Cái đó là cái size mày với size nó khác nhau hoàn toàn. Hiểu chưa? Mày mặc dĩ nhiên cái size của mày nó phải đẹp, còn nó mặc nó rộng thùng thình đúng rồi. Vậy thôi mày muốn ăn nhiều đi mặc cho nó đẹp. Chứ bụng bự giống người ta. Đúng không? Cũng nói được. Ủa sao nhiên nó buồn. À Toàn. Dạ. Mình sao không về quê? Thật ra Tết nhất em cũng muốn về quê thăm mẹ lắm chứ. Nhưng mà cứ mỗi lần về quê thì... Chị ba, Tết tới rồi, chị ba chuẩn bị tới đâu rồi? Cũng như mỗi năm thôi. Mà năm nay á, chắc ăn lớn hơn chút á. Thầy có thằng Toàn về, ăn mừng nó thành đạt luôn mà. Chúc mừng chị nha, không uổng công cực khổ nuôi nó ăn học lên tới Sài Gòn vừa làm ông này bà nọ rồi. Thằng Toàn nó có hiếu lắm. Ý, trời ơi. Vậy từ Vũ mới qua chơi. Lên Sài Gòn xong cái về tuấn phong độ đẹp trai hẳn ra ha. Vũ cứ chọc con hoài, con cũng vậy chứ có thay đổi gì đâu. Dì mới nghe mẹ nói nè, giờ hả lên Sài Gòn thành tài rồi làm ông này bà nọ, xưởng lớn lắm phải không? Dạ, đâu có xưởng gì lớn đâu dì Tư. Thì tụi con cũng thuê cái văn phòng nhỏ nhỏ có chỗ để mấy anh em ra vô làm việc thôi à. Thì được cái trộm vía lúc này công việc nó cũng ổn định đó Tư, cho nên nó cũng kha khá. Thôi cố gắng nghe không, làm kiếm tiền mua miếng đất với nhà, quan trọng quá là kiếm đứa con dâu cho mẹ mày nghe không. Chứ dạ. Bằng tuổi mày hả, Hoàng nhà gì có đầy đủ hết rồi, chuẩn bị mua thêm mấy miếng đất nữa kìa. Đúng đó, Thanh con của dì nè. Trời đất ơi, nó nói cái nhà gì hả chật chọ có chút xíu à, năm sau được tuổi hả là nó đập luôn cái nhà gì đó. Nhưng mà nó đập, nó xây lại cái mới rộng hơn, bự hơn. Nó nói là cho dì đi lại cho thoải mái, cho nó thoáng đó. Dạ, vậy thì chúc mừng Vũ. Thằng Toàn nhà chị á, phải học hỏi thằng Hoàng với thằng Khanh hai đứa rồi đó. Mẹ. Cố gắng làm ha, có gì nói diện tiếng, thằng Hoàng con gì nó ở đây. Nhưng mà hả, trên Sài Gòn mối quan hệ nó nhiều lắm. Dạ, con cảm ơn dì Tư nhiều. Nhưng mà chắc tự sức con làm được mà, không cần phiền tới Hoàng đâu. Thôi dì Tư với Út ở đây nói chuyện với mẹ con nha. Con vô trong có tí việc. Thôi, vô làm công chuyện đi con. Dạ. Uống nước đi. Dạ. Cứ lần nào về em cũng bị so sánh với con của dì con cậu hết. Riết rồi em nản hết muốn về nhà luôn. Cộng thêm năm nay làm ăn thất bát vậy nữa, càng có lý do để mở lại. Toàn, mày biết tại sao mày thất bại không? Tại sao anh? Tại mày quá thiếu tự tin vào bản thân mày. Chủ. Chủ để con nói cho. Chủ đèn mắt nói quá. Này nói đi. Tức chứ. Trời ơi, tao nói mày nghe, cái vấn đề của mày á là tại vì sao mày thiếu tự tin, mà nói đúng hơn là mày quá thiếu tự tin về bản thân của mày. Sống trên miệng thiên hạ làm gì hả? Mày nghe những lời thiên hạ nói mày làm gì hả? Họ có giúp ích cho mày được ngày nào không? Thế sao mày lại quản những cái chuyện của thiên hạ để làm cái gì? Quan trọng là quan trọng bản thân mày thôi. Bây giờ cha mẹ mày á có so sánh mày với người này người kia cũng là muốn cho mày có cái mục tiêu để mày phấn đấu, để mày bằng người ta, để mày giúp ích cho gia đình, giúp ích cho xã hội. Mà tất cả đó chỉ là chuyện nhỏ, là cái điều quan trọng nhất. Ba mẹ muốn gì? Thấy mày hạnh phúc. Chỉ cần mày hạnh phúc thôi là ông bà vui rồi. Thằng Nam nói đúng á, cha mẹ mình nuôi mình khôn lớn á cho mình ăn học, không phải là bắt buộc mong muốn là mình phải thành ông này bà nọ, cũng như là không muốn là bắt buộc em phải báo hiếu cho cha mẹ đâu. Em nghĩ vậy là sai rồi. Cái mà cha mẹ muốn á, em thành nhân thành người,
vững vàng trên đôi chân của mình khi mà họ không còn bên mình nữa. Thật sự là em phải về anh? Trời đất ơi. Phải về chứ. Anh nói nghe nè, em suy nghĩ kỹ đi. Những giây phút này nè, anh nghĩ em cần phải về nữa. Đặc biệt là khi em thất bại, bởi vì không đâu bằng gia đình. Nhưng mà sao mày nhân hoài vậy? Ủa ông chủ nói gì mà? Trời ơi, tao ít học đi, tao nghe ông chủ nói là tao hiểu liền nè. Nhưng mà tao hỏi mày trốn tránh được bao lâu? Hả, trốn tránh được tới khi nào? Đó, trốn tránh đi, rồi bắt đầu về quê. Rồi lúc đó là cha mẹ càng ngày càng già càng yếu, rồi cởi hạt quy tiên. Anh Nam. Rồi mày cởi lên mày gặp ông bà. Nè, sắp Tết rồi đó, mày nói chuyện gì kỳ vậy? Ủa, con nói đúng mà, đúng không? Biết là đúng nhưng mà mày nói cho nó hiểu chứ, cứ có chuyện như vậy thôi mà cứ ở trên đây người than buồn phiền. Ôi. Buồn phiền. Cảm ơn Nam, em cảm ơn Long nhiều lắm. Tết này chắc chắn em sẽ về nhà. Vậy là tốt. Tết á là cái dịp mà để mà đoàn tụ sum vậy cùng gia đình. Tao nghĩ là ba mẹ của mày á đang mong mày lắm đó. Em hiểu mà. Thôi, em xin phép. Em ra bến xe để Tết rồi. Tìm vé xe khó lắm. Rồi, về nha. Cho anh gửi lời hỏi thăm gia đình nha. Cái thằng lớn già đầu rồi, nhưng kinh doanh suy nghĩ chán thiệt chứ. Chà, ông làm với ông sâu sắc dữ lắm á. Ừ, biết sâu sắc đâu, nhưng mà cũng có lời khuyên hợp lý. Đó, ăn mặc thì phải đẹp không? Ừ, tất nhiên. Ê thằng! Trời ơi, cái ông ấy, cái ông hết 75 ngàn của con. Mày đúng chán thiệt chứ. Phải đừng cười tôi. Sao? Dĩa cơm chưa trả tiền kìa. Chút xíu cũng trả thôi mà. Ủa, vậy trả rồi hả? Vậy trả ăn ăn. Ừ. Từ vô lương nha. Mấy con ngủ à? Trời, đi suốt 2 năm trời, tưởng đâu làm ông này bà nọ, ông chủ lớn lắm, ai về giờ tay trắng về đây. Mà nhắc tới em tức chị ba lắm á nha. Đã dặn rồi, có cái gì nói với em một tiếng, em nói với thằng Hoàng nó giúp cho. Chị em trong nhà không, bà đặt khách sáo gì cũng biết nữa. Trời ơi chị ơi, thằng Toàn nó đã cố gắng hết sức rồi, đâu có phải ai cũng giống như Hoàng con chị đâu. Tôi đừng có bận tâm, vợ chồng tôi lo được. Thằng Toàn nó thích làm cái gì, tôi để nó làm cái đó. Ở trên đó đó, dù nó không giàu có như người ta, nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Vợ chồng tôi á, chỉ cần nó đầy đủ sức khỏe, sống vui vẻ là tụi tôi mừng rồi. Trời trời, nói vậy đâu được chị. Chị chiều nó riết rồi nó hư đó. Nói gì thì nói cũng phải theo dõi nó chứ. Có chịu gì đâu mà hư. Tôi tin thằng Toàn, nó lớn rồi. Nó biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cho dù nó chọn con đường nào đi nữa, vợ chồng tôi vẫn tôn trọng quyết định của nó. Hai đứa đừng có lo quá mà. Uống nước đi. Tin nó đi. Anh Long hả? Em Toàn nè. Anh với Nam khỏe không? Tao với thằng Nam nè, khỏe. Nè, sao rồi? Về quê làm sao? Phải nói là nhờ Hà động viên mà em mới có đủ can đảm nói hết chuyện trên Sài Gòn cho cha mẹ em biết rồi. Cha với mẹ em cũng không có trách gì em hết trơn á. Ngược lại còn ủng hộ tinh thần của em nữa. Nói là sau Tết hãy tiếp tục quay trở lại Sài Gòn, tiếp tục với đam mê của mình. Đó, mày thấy chưa? Sao không thấy hình vậy? Mày điên hả? Hả? Coi thường hả? Đâu phải coi. Phải thấy cái gì đó không? Mày tào lao không? Thôi cũng mập. Ê, mày thấy chưa? Mày nói đúng không? Không có cha mẹ là bỏ con cái. Mày nói là mày về quê mày sợ ba mẹ mày la. Nè, hai ba cái Tết mày không về đó, mày thấy chưa? Mày hối hận mày chưa? Nè, sẵn mày gặp ba má mày, mày cho tao để lời chúc ba má mày khỏe nha. Dạ. Con có những lì xì mang lên cho tao. Tào lao quá. Trời, chúc Tết phải có lì xì chứ. Cho anh gửi lời chúc Tết ba mẹ, chúc ba mẹ sức khỏe luôn nha cưng. Đúng rồi. Dạ, em cảm ơn Long với anh Nam nhiều nha. Nhân dịp năm mới sắp tới, em chúc hai người thật là nhiều sức khỏe. Năm sau mua bài bán đắt hơn nhiều nha, để có nhiều điều kiện giúp đỡ cho nhiều người nữa. Rồi, cảm ơn, cảm ơn em. Dạ. Rồi, dạ, năm mới phát tài nha. Dạ, năm mới phát tài, qua Tết anh em mình gặp nha. Ừ. Rồi. À, thấy chưa? Không cãi cũng được đâu. Trời ơi là trời. Mặc dù người ta học ít, nhưng mà người ta nói cái nào là sâu sắc cái đó, không có cãi được. Cái gì? Chứ không đúng mà. Cha mẹ có lúc nào mà bỏ rơi con cái không? Lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng con cái. Chẳng qua con cái luôn luôn không thấy những cái điều đó. Phải nên nhớ một điều, gia đình là cái chỗ dựa. Để khi mình có cái gì đó vấp ngã trong cuộc đời mình, mình sẽ dựa vào đó. Và quan trọng nhất gì? Gia đình là động lực để cho từ đó mình phát huy, mình làm lại từ đầu. Hiểu chưa? Nói chưa nghe, cãi không à. Dạ thưa thằng ông nội, từ nãy giờ tao không có cãi cái gì hết trơn á.
Mày xả cho tao, tao có cãi gì đâu. Con không nói ông chủ, con nói ông Toàn. Nói ông Toàn đừng có nhìn vô tao. Phải, có nó đâu, nhìn nó thì nó. Mà, quá đi. Vậy cũng làm sồn lên. Tức chứ. Ê, cái gì? Ê, chết chồng rồi. Cái gì? Ê, ông chủ, gọi lại cho ông Toàn liền coi. Gọi cái gì chúng tết xong rồi có gì nữa để nó đăng tết gia đình. Cao vía của con. Cao vét. Cao vét mày hả? Mua 75.000 đó. Đưa nó bữa giờ nó có trả cho con đâu. Tao mệt mày quá, đợi mày nhắc à. Hồi sáng tao gọi nó, tao kêu nó gửi quà tóc lên cho mày rồi. Trời ơi, làm thiệt lo muốn chết. Bữa giờ tưởng mất cao vía rồi đó. Vậy để nhà không chú? Ừ, để nhà rồi. Tiền ship hồi gửi lại nha. Ừ, chị nhỏ mà, nhiêu vậy? 150. Ê! Cái gì? Cao 75. Ừ. Giám ship 150 luôn. Quà tóc truyền mà. Truyền hình vừa mới báo, ngay Tết đến cận kề. Xuân về nào nước. Sao quà tóc nghe muốn khóc vậy trời. Lại có người sắm xe hơi, lòng người sắm. Khá tới một. Dạ, chào chú. Chú dùng cơm ạ. Có phải đây là quán cơm vui vẻ không vậy? Dạ đúng chú, quán cơm vui vẻ chú. Dạ. Quán cơm vui vẻ sao mà không vui vẻ vậy vậy? Tại nướng sườn khói lên nó cay mắt đó chú. Vậy hả? Dạ. Nắng với lại sườn nó mặt nó nhăn chứ. Chứ nó vui lắm chú. Tưởng nhà có chuyện gì chứ không có chuyện gì ở nhà chứ đi làm gì. Đúng không? Nè cậu ơi. Dạ. Cái quán cơm mình đó tôi nghe nói là cơm 1.000 đồng phải không? Dạ đúng chú. Nhưng mà mày cho tôi dĩa đi. Dạ chú đợi con xíu nha. Ừ. Dạ. Kiện chủ bữa nay là thứ tư mà. Thôi được rồi, cứ làm đi, có gì tính cho tao. Chứ tính chung chủ mình lương con chủ thiếu hoài luôn á. Sao mày làm gì ngoài vậy? Làm gì ngoài mà có bao giờ nghe đâu. Làm đi. Mệt quá thiệt đó. Cái mặt đẩy lên xíu, nhăn hoài là nó nhìn vô. Không, cái này nhăn thiệt á, bực á, tại nhăn thiệt á. Mệt quá. Dạ đây, con mời chú. Ai cha. Hey. Chú ngon miệng nha. Ừ. 1.000 dạ. Đồng nhìn bắt mắt dữ ta. Dạ. Cậu ơi. Hả? Sao chú? Công nhận cái miếng sườn của quán mình đó ướp ngon dễ sợ luôn á. Con nướng mà. Ừ. Dạ. Nhưng có điều nó hơi dai một xíu. Dài. Cậu cho tôi xin miếng chả đi. Ủa chả hả chú? Cho nó già răng cũng hơi yếu cho nên ăn chả cho nó mềm mềm xíu. Sao nãy vô không kêu cơm chả, kêu xương sườn chi ăn không nổi. Tại thấy cậu nướng sườn nó thơm quá. Dạ. Chú, miếng chả nữa kìa. Thôi đưa đi. Nè, tao nghe tao biết rồi, tao đắp sẵn rồi đó. Mang ra cho ta. Chú, chả nè chú. Ừ, cảm ơn cậu nha. Dạ. Cậu ơi. Dạ. Sao chú? Không mấy cậu cho tôi xin miếng sườn khác đi. Ủa miếng sườn này ăn giữa chừng mà mình ăn hết thì mình xin miếng sườn khác chú. Tại nhìn thấy miếng sườn ngon quá, tôi muốn ăn miếng khác nhưng mà cậu hạ tiện tôi làm chí. Không phải, nhưng mà không phải hạ tiện, nhưng mà chú ăn hết đi rồi chú muốn thêm thì con mang thêm cho chú. Trời đất ơi, có gì đâu thì cậu có đem miếng sườn khác cho tôi là được rồi. Ủa rồi miếng sườn này sao chú? Dạ thì lát nó cũng ăn rồi mà. Dạ. Vừa đi. Chú, đây nè. Sườn con cắt lại chú luôn nè. Chú cứ thoải mái nha. Hay quá. Dạ. Cậu này làm ăn được nè. Dạ. Rất là từ tốn và hiền lành nữa. Dạ, không có gì. Không giống như cậu kia thấy có bộ quạo quọ câu có quá ha. Không có đâu, nói vậy thôi chứ nó vui lắm. Dạ, tốt bụng lắm chú. Vậy cảm ơn nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, chú cũng ngon miệng ạ. Ừ. Mà dạ. Cậu ơi, sẵn tiện á, làm cho tôi 2 phần tôi đem về nha. Khoan làm, để tôi ăn xong á thì hả làm nha. Chứ để làm trước nó nguội mất ngon. Dạ, dạ. Chú mang về 2 phần là hả chú? Đúng rồi. Tôi đem về 1 phần là cho con tôi ở nhà. Dạ. Với lại 1 phần là cho ông bạn nối khố tri kỷ của tôi. Dạ 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 chú cứ ăn khi nào là làm chú kêu con làm cho chú nha. Dạ chú. Dạ chú. Ủa
Ủa sao vậy ông chủ? Hả? Tự nhiên nghe nói cơm ngàn đồng kêu ba phần mang về, nào giờ mình nói có chuyện này, mày ai tới ăn thì mình mới tính ngàn chứ giờ tự nhiên cái còn mang về đó. Mà tôi biết rồi, chú chắc cũng mới là người đầu tiên tới đây á, chú không biết, thôi kệ đi nha. Được rồi, cứ tính hết cho tao được chưa? Rồi tính hết cho ông chủ rồi, lương vẫn thiếu. Sao cái vụ lương mà nhắc hoài không có cái phần nào mày không nhắc lương hết trơn vậy? Vậy mà không có phần nào mà tự động trả lương hết trơn vậy? Phần này sẽ trả được chưa? Hứa nha, hứa nha. Mệt quá. Dạ, đây cơm của chú đây ạ. À. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ, không có gì dạ. Chú ngon miệng. Ừ. Dạ. À, con hả? Cha có đem cơm về cho con ăn nè. Trời ơi, cái quán cơm ở chỗ này á, người ta làm ngon dữ lắm, mà rẻ lắm con. Có 1.000 đồng à. Ồ, ướp miếng sườn ngon dễ sợ luôn á. Ừ. Ủa sao con, vụ gì? Con đi qua mấy cái nhà xe khác chưa? Hỏi thử coi còn vé không? Cái gì? Con đi 6 nhà xe rồi mà cũng không còn vé nữa hả? Chết cha chưa? Rồi nếu vậy rồi sao rồi cha con mình đi về quê ăn Tết được? Con ráng kiếm thêm chỗ nữa được không? Không được luôn hả con? Thôi đợi xíu đi rồi ba về ba tính ha. Dạ chú. Hả? Ở quê chú ở đâu ạ? Tôi ở miền Tây á. Chú muốn về quê? Đúng rồi, tại vì cũng mấy năm rồi. Dạ. Cha con tôi ở trên này cũng xa quê cũng nhớ lắm. Có được về quê ăn Tết đâu. Là tính năm nay cũng nhỏ con tôi cũng gom góp được ít tiền để mua vé về quê ăn Tết. Mà nó nói đi mấy nhà xe rồi, không còn vé nào nữa hết. Rồi không biết sao cha con tôi về ăn Tết được nữa. Dạ chú cứ yên tâm đi, con gửi tặng chú nghe. Cái nắm cậu mới nói gì? Dạ con gửi tặng chú xe về quê ăn Tết. Cho tôi vé xe về quê ăn Tết hả? Dạ con gửi chú. Cái này đi tới mũi Cà Mau luôn, quê chú đâu, cứ dừng lại bến cái chú xuống. Ôi dạ, trời ơi, vậy hả? Dạ cảm ơn hai cậu nhiều nha. Dạ. Ủa mà cậu ơi, sao có một vé vậy? Hai cha con tôi về lưỡng. Con sợ sức quá, xin lỗi chú. Dạ. Đây. Dạ, đây. Con gửi chú hai vé nha. Chúc chú và con gái chú thượng lộ bình an, về quê ăn Tết vui vẻ nha. Rồi. Cảm ơn hai cậu nhiều nha. Dạ, không có gì. Dạ, mời chú. Mà nè. Dạ, sao ạ? Cậu ơi, không mấy nếu có thể cậu cho tôi xin thêm vé nữa nha. Tôi xin về cho ông bạn già nối khố tri kỷ của tôi á. Để tôi coi không biết ổng về chưa nữa. Tôi lấy để tôi phòng hờ mà. Nếu ổng chưa về tôi cầm cái vé đó cho ổng về cùng với tôi luôn. À chuyện đó hả chú? Ờ. Nam. Nam gì? Hả tính kêu vô lấy vé nữa hả? Trời đâu ra vậy trời. Hai cái trường hợp đầu á là con thấy hợp lý. Trường hợp sau vô lý quá chú. Tự nhiên cái xin cho ông bạn mà không biết ổng có về hay chưa rồi xin phòng hờ. Trời ơi chú ơi, vé tụi con là vé là để ủng hộ người nghèo, họ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì tụi con mới đưa vé cho họ về. Còn giờ chú xin cái vé mà không biết cái vé nó là có đưa được tới tay bạn chú hay không. Ủa tương lai cái vé con nó đi vô nơi vậy? Nhưng mà lỡ tới lúc mà tôi về tôi kêu ổng ra đây xin vé cái vé không còn nữa rồi sao? Thì cái đó phải chịu chú ơi, thực sự là tụi con muốn giúp lắm. Nhưng mà đâu phải là riêng trường hợp của chú đâu. Còn biết bao nhiêu trường hợp nữa thì tụi con phải để dành cái vé đó để giúp đỡ những người đặc biệt khó khăn mà chú. Vậy hả? Thôi bây giờ tính vậy đi. Như vậy chú cứ về nói chuyện với bạn chú đi ha. Còn cái vé đó tụi con sẽ giữ lại cho tới chiều và tối nay. Nếu mà chiều tối nay mà chú với bạn chú không có tới thì con xin phép cái vé đó con gửi tặng cho người khác. Đúng rồi. Chú thông cảm nha. Tết rồi, ai cũng muốn về quê hết. Ai cũng muốn là sum vầy và đoàn tụ cùng với là gia đình hết. Có điều gì mà ngoài ý muốn của chú á, chú đừng buồn tụi con. Thôi cậu tính vậy tôi thấy cũng hợp lý á. Nhưng mà mình nhớ giữ nha. Dạ. Nhớ giữ từ đến chiều tối nha. Yên tâm. Dạ cứ yên tâm đi. Cảm ơn hai cậu nhiều nha. Dạ chú. Dạ. Quý quá. Dạ. Công nhận. Ủa mà cậu ơi. Dạ chú. Ủa sao ở trong đây nó ghi cái vé này không phải vé khứ hồi hả? Nghĩa là có đi về dưới rồi không có đi lên đây lại được hả? Ủa chú
Chú muốn đi nhiều vậy hả? Không phải, ăn Tết xong rồi cũng phải tiền bạc rồi, Tết nhất xong hết rồi nhiều khi không còn tiền để lên đi làm việc trên này lại. À chú ơi, nên vé không phải có khứ hồi chứ. Chú thông cảm được con nha, tụi con mọi năm thì con cũng chỉ như vậy thôi chú, chỉ có hỗ trợ vé về thôi. Dạ chú thông cảm được con nha. Mấy cậu vậy chết rồi, giúp người cũng phải giúp cho chót chứ. Ai ai người ta cũng khổ mà, giúp người ta đi về được cũng phải giúp cho người ta lên trở lại chứ. Cái đó thì chú để con, để con. Dạ thưa chú. Dạ từ nãy giờ thật sự là con không muốn nói đâu, nhưng mà thật sự là chú thấy mỗi lần mà chú Amane là thì giờ con bị nhó, con bị sợ luôn á. Chú Amane hoài là con thấy kỳ luôn rồi đó. Vậy hả? Chú nghĩ đi, tụi con chỉ là một cái tiệm cơm rất là nhỏ bé thôi, số tiền á, kinh phí nó có giới hạn nha. Giúp được cho chú như vậy á là thực sự là tụi con là phải cố gắng hết sức mới có thể giúp được, đâu phải riêng trường hợp của chú đâu, còn rất nhiều những hoàn cảnh ở ngoài nữa cũng phải cần sự giúp đỡ của tụi con. Bây giờ tụi con mà dồn hết lực giúp cho chú rồi, những người sau tới họ không có vé họ về quê ăn Tết họ buồn không? Ai cũng có gia đình, ai cũng có người thân ở quê mà. Mà bây giờ thí dụ như đặt trường hợp chú ngược lại đi, thí dụ người nào đó tới lấy hết vé rồi chú không có vé về quê ăn Tết, chú buồn không? Chú buồn không? Thôi không nói vậy đủ rồi, không nói cho chú hiểu tại chú sợ chú giận mình thôi. Cậu nói vậy thì tôi cũng hiểu đi. Bây giờ cha con tôi đi về dưới rồi, đường xá xa xôi rồi, tiền ăn tiền uống tiền phí dọc đường ta nói nó đủ thứ tiền hết. Rồi không biết sao. Cái đó chú yên tâm đi, thôi bây giờ vậy đi. Người khác nhưng mà riêng chú thì thôi coi như là cái vé cũng giải quyết cho chú. Nhưng mà cái tiền mà ăn uống á để con giúp cho chú nghe. Vậy hả? Cái gì vậy nữa vậy? Sao giống đại gia không vậy hả? Là sao? Mới chung với số hả? Sao cái gì cũng giúp vậy? Thì đó, hỗ trợ chú thêm chút xíu không mà. Không phải, nhưng mà ông chủ nghe ta nói sao ông chủ cũng đưa vậy, sao cái gì cũng cho đi hoài vậy? Hả ông chủ? Giờ con nói chú nghe nè, thì xử chú luôn á. Bây giờ là ví dụ như là tụi con đã có quy định là một người đến đây là có một cái vé về quê. Còn cái vấn đề mà hỗ trợ cái trên đường đi, đường ăn, đường uống, thực sự chú con không còn khả năng nữa chú. Chú có biết đó, lương con còn thiếu mà. Cái không trả thì con mà bây giờ cứ gặp ai cũng giúp. Cái chuyện của con thì con không tính đi, nhưng mà bây giờ cứ nói sao nghe vậy sao được, đúng mày không? Mày điên, cái đó chuyện của tao với mày, tính đi. Tao từ từ tao trả, có gì đâu mà sao mày cứ nhắc lương hoài vậy? Thôi, hai cậu đừng có cãi nhau nữa. Thôi được rồi, đây nè, tôi không có lấy hai cái vé nào của hai cậu đâu. Đây, chú, cho tôi xin trả lại. Chú đừng giận dỗi như vậy. Tụi con từ từ mà, tụi con sẽ cố gắng, tụi con giải quyết cho chú nha. Dạ, chú cần về đi. Tại vì vé thì có giới hạn thôi, con không thể nào mà cho thêm được nữa. Nhưng mà cái kia là chắc con hỗ trợ chú được một chút. Dạ, chút thì được. Dạ, chút thì được. Rồi, bình tĩnh. Tại vì tôi nghe đồn về cái quán này á, là bán cơm 1.000 đồng nè, rồi cuối năm còn hỗ trợ cho người ta về quê ăn Tết nữa, cho nên tôi muốn thử hai cậu thôi. Tôi tới đây để coi hai cậu có thật sự là như vậy không. Cho tôi ly cà phê đá nha. Chị, hai mấy chị về quê rồi? 27. Em cũng 27 luôn. Nha hả? Cũng hên á, em nhờ anh Long á, anh Long cho em một cái vé về quê. Chứ nếu mà Tết nay em không về á là ba má chủ em chết luôn á. Thì bữa chị nói mày rồi, ai mà bất ổn qua ổng là ổn hết. Ủa mà chị có vé về quê chưa? Nghĩ sao không có. Tao chỉ cho mày mà tao không có vé, tao có trước mày rồi mà mày may mắn lắm luôn á. Bữa hả tao qua tao lấy còn có mấy vé à. Trời ơi, cái đó là do ăn ở thôi. Trời ơi. Hai cô ơi. Dạ. Mới vừa nghe hai cô nói cái quán gì đó nằm ở đâu vậy? À, là cái quán cơm vui vẻ của anh Long. Bây giờ nè, chú đi thẳng cuối đường này nè, xong chú quẹo phải là thấy quán cơm ánh liền à. À vậy hả? Dạ. Vậy cảm ơn cô nha. À mà nè, hồi nãy tôi có nghe mấy cô nói chuyện á, nói cái gì mà ở cái quán cơm đó mà hễ ai mà bất ổn quá qua bển là ổn hết à. Có thiệt không vậy? Thiệt mà, con nói dối chú còn chi. Ổng á hả, tốt lắm, cuối tuần á là còn mở cái quán cơm 1 đồng nữa đó. Ồ vậy dạ, hỗ trợ người nghèo. Mà đặc biệt Tết này nè là ổng mua vé xe xong rồi hỗ trợ bà con đi về quê. Chà,
còn ly xì nữa đó chú. Vậy hả? Ủa mà chú hỏi vậy là chú cần vé xe về quê hả? Bây giờ không, chú đi qua bển liền đi. Hồi nãy á con lấy còn có mấy vé, không kịp đó. Chú đi đi chú. Vậy tôi đi liền nha. Cảm ơn hai cô nhiều. Dạ. Hy vọng là chú qua đó còn vé về quê ăn Tết. Ủa là từ nãy giờ chú diễn với tụi con hả? Chú thử tụi con hả? Trời ơi, cha mẹ ơi, chú diễn sức thiệt quá đỉnh cao luôn, con nhận không ra luôn á chú. Trời đó. Chú diễn như là diễn viên vậy đó. Như cái ông diễn viên Trọng Hiếu. Trời ơi, cha nó diễn con mê lắm á trời. Rồi, tôi thú thiệt với hai cậu. Tôi cũng là Việt Kiều bên nước ngoài gì à. Thôi, Việt Kiều luôn hả? Tôi nghe nói về cái quán cơm mình. Cái tôi cũng muốn góp chút công sức của tôi để mà hỗ trợ cho bà con. Mà tôi cũng không biết giúp bằng cách nào á. Cái tình cờ tôi cũng nghe được cái quán cơm vui vẻ của mình nè. Dạ. Cái tôi muốn tới. Nhưng mà tôi thử cho chắc ăn vậy mà. Tại vì tôi không muốn cái lòng tốt của mình đặt nhầm chỗ. Dạ. Nhưng mà lần này tôi chắc chắn. Dạ. Hai cậu là người tốt. Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ, rất nhiều. Dạ thì tụi con làm từ thiện cũng chủ yếu để giúp đỡ bà con nghèo thôi. Chứ thật sự ra ông chủ con cũng cực khổ lắm á. Dạ. Mày điên hả? Đi. Tự nhiên. Dạ. Không gì, nó nói ba lá ba xào vậy thôi chú. Dạ. Cảm ơn chú nhiều nghe. Dạ. Vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Quán của cậu như vậy á là tôi ưng cái bụng dữ lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn. Nhưng mà cho tôi góp ý nhỏ một xíu nha. Dạ thoải mái chú. Dạ, dạ chú góp ý tụi con nghe mà. Cái quán mình tôi thấy là buôn bán đồ ăn nói chung ngon, sạch sẽ. Dạ. Đây, ông chủ quán nè, nói năng từ tốn đâu ra đó, tốt bụng, đó coi khách hàng là thượng đế. Còn cậu này chắc là làm công cho ông chủ đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy mặt mày có bộ quạo quọ cao có dữ à. Dạ đâu có. Má con đẻ con ra cái mặt con nhăn liền luôn á. Chưa kể cậu là hung dữ lắm á nha. Con không dữ đâu, con hiền mà. Đứng nói chuyện với tôi mà cái tay lúc nào cũng cung cung lên vậy á. Tay con cánh giá mà. Dạ. Cánh giá. Dạ tay cánh giá. Chứ không phải là nói chuyện vậy thôi. Hồi nhỏ vô sắp hàng bị thầy cô quýnh hoài à. Đứng thẳng được cái gì hoài à. Vậy quyết định vậy nha. Dạ. Cho tôi góp ít công sức nha. Dạ. Cho tôi xin cái số tài khoản của quán cơm mình đi. Dạ. Chứ tôi chuyển vô liền cho. Dạ. Dạ. Con cảm ơn chú. Thay mặt bà con cảm ơn chú nhiều. Rồi. Cảm ơn chú nhiều. Dạ cảm ơn chú Long với anh Nam nha. Không có chủ Long với anh Nam là hai cha con tôi không biết sao con vé về quê luôn á. Có gì đâu. Thôi về quê ăn Tết vui vẻ nha. Dạ cảm ơn chủ Long nhiều nha. Đi bác Tài ơi. Mày làm gì vậy? Đâu phải là lần đầu tiên mày biết tao đâu. Ba chuyện mà cho vé người ta là chuyện bình thường rồi. Như đâu phải cần xúc động. Rồi giờ mình về quê bằng cách nào? Thì giờ ra mua vé, kiếm vé về chứ sao? Có hai cái vé à. Để dành về quê rồi giờ ông chủ cho luôn. Mà ông chủ biết ngày hôm nay là ngày 20 mấy Tết chưa? 27 Tết rồi. Nhà xe nào bán vé cho mình về quê ăn Tết. Sao mày mệt quá thì cứ đi ra đi, lỡ mình may mắn mình kiếm được mấy cái súp lên mà về căng nhăn quay. 27 Tết rồi nha, bây giờ xe người ta chạy không có ghế súp nha, hồi xưa có giờ không có ghế súp nữa rồi, bây giờ chỉ còn một cách thôi để về quê thôi. Thì cách gì thì cứ đó nói trước sau có cách mà đúng không, thì cứ nói lại cũng căng nhăn nè. Thì đó bây giờ đó xách đồ đi xe Căng Hải. Một cái hãng mới hả? Hãng mới gì cơ hả? Hai cẳng á. Mày cũng cặc hiệp tao nữa à? Chỉ có về đi. Kêu ba mẹ dưới quê đừng cúng giao thừa năm nay. Về tới nhà chắc cúng giao thừa năm sau luôn. Nè, từ cũng có cách. Cái khó nó ló cái khôn. Tôi kiếm rồi tôi cứ ra. Mệt quá. Thôi lo đi. Mệt quá. Ủa? Hai cậu làm gì ở đây vậy? Cái chú diễn xuất nè. Dạ, tụi con đang ngồi đây chờ xe về quê. Ủa, vậy hả? Rồi xe của hai cậu tới chưa? Tới rồi. Nè, xe Căng Hải nè chú. Là sao? Sao gì? Dạ, tụi con còn có hai cái vé à, tính chừa lại cho hai người về quê. Mà rút cuộc giờ ông chủ cũng cho người ta luôn rồi, giờ không biết sao về quê luôn. Trời đất ơi. Thôi vợ vậy, nếu như hai cậu không ngại á, cứ lên xe, tôi chở về tới nhà luôn. Chú nói thiệt chú? Thiệt.
đừng lạnh quá. À, biết đâu lỡ lỡ chú diễn sức nữa là sao? Thôi, thôi chú ơi, được rồi. Đi nhà tụi con xa lắm, thuốc với miền Tây lận. Trời ơi, phiền cái gì? Tôi cũng đang đi miền Tây nè, nhà của tôi cũng ở dưới mà. Đó. Thiệt luôn hả chú? Đây nè, bây giờ đi về miền Tây nè. Dạ dạ, con cảm ơn chú nhiều nghe. Cảm ơn gì nữa, lên. Ơn nghĩa gì nữa, lên xe lẹ. Dạ 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 dạ. Trời ơi, bởi vì con nói ông chủ, cuộc sống này lúc nào vậy á? Ở hiền là gặp lành nha. Mình làm gì tốt mà muốn người ta tốt lại với mình nè. Mày mệt rồi quá, giờ có đi hay không? Thì đi nè, đi nè. Đi đi, nhanh nhanh. Lên xe. Dạ dạ dạ, bởi con gấp sau luôn nha. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn nha chú. Truyền hình vừa mới báo ngày Tết đang cận kề, xuân về nào nức lại có người sắm xe hơi lòng người xa xứ. Dạ dạ con biết rồi cha. Rồi con mua hết rồi nha, cha yên tâm đi, Tết này con mang về. Cái trái cây đó, trái cây thì thôi cứ để về quê đi cha, cái đó ở dưới quê mình nó tốt hơn chứ, trái cây vườn nó tốt hơn mà cha. Dạ dạ dạ, cha yên tâm nha. Dạ dạ dạ, rồi. Dạ, ăn chào cha. Làm gì tôi hết hồn đi. Làm cái gì? Ông chủ đang suy nghĩ xấu trong đầu nên gặp người ta giật mình. Nó gọi là cái gọi là thần hồn nát thần tính đúng không? Nè, mày nói đầm bậy bà, tao cấp cái mỏ mày đúng không? Đừng có nói nha. Con chỉ nói đúng sự thật thôi. Là cái gì? Trả lời liền. Trả lời gì? Tại sao giờ này thân thiết với cha mình như vậy? Trời ơi, tại sao? Nè. Có ý đồ gì? À. Nói thiệt nghe, người ta mà nghe cái này xong người ta cười mặt mày cho đó. Tại sao cười con? Tiền cha con người ta thân thiết mà cũng hỏi tại sao là sao? Trời ơi, dám về muốn kiếm mớ đồ này nọ đâu. Nè, nói chuyện bậy bạ nha. Đâu lao lao à. Chưa giờ. Trước kia là tại vì là không có hiểu nhau, rồi xảy ra nhiều chuyện, bây giờ hiểu nhau hơn thì thân, có chuyện nói chuyện bình thường. Không có ý đồ gì phải không? Mày tào lao quá. Chứ đừng có nhăm nhe vô gia tài nha. Không hả? Không phải như mày đâu. Tụi con sao? Đó, mày sao là sao? Con bình thường, con thì yêu cha ông chủ như là cha con vậy đó. Thôi ha, cảm ơn. Cảm ơn người ta. Mà không nói thiệt nha, ông chủ sướng thiệt. Sướng gì? Con ước sao không? Con được như ông chủ. Mày không bao giờ được hết trơn, với cái cá tính mày không bao giờ mày làm chủ được hết trơn á. Đừng ước nha, cứ làm tốt câu chuyện mày được rồi. Sao vậy ta? Ý con nói con ước gì á, cha con sống con có thể con thương yêu cha con như ông chủ vậy đó, hiểu chưa? Thì nói nó rõ đi, mày biết cái văn mà. Tiếng Việt mình nó khi nào nọ lắm, mày phải nói rõ ràng. Tiền có ước gì được như ông chủ? Bởi vì không hiểu nhau, sao ở chung giường chung nhà được hay thiệt. Nè, chỉ chung nhà không biết chung rồi. Giường nha. Biết rồi. Mày nói người ta nhìn vô, tao tưởng tao mày cái gì này nọ đó. Thì đó. Mệt quá đi. Ủa Nhân? Dạ. Chà, lâu quá mới qua quán anh. Dạ, dạo này em bận quá. Vậy hả? Dạ. Ủa? Anh, ba ngồi đi ba. Ủa ba em hả? Dạ. Dạ, nay ba em mới lên. Dạ, chào chú. Xong rồi em mới dẫn ba em qua đây ăn quán của hai anh. Chú với em ăn gì cái vô làm liền luôn. Dạ, anh cho em hai tô hủ tiếu xào đi. Dạ, có liền. Ê, giỡn Nhân, hỏi hơi cắt ké nha. Đây tao quán cơm mà tự nhiên vô ăn hủ tiếu xào sao được. Anh cũng biết quán cơm mà sao anh hỏi em. Chà, bữa nay thằng nhóc này lép lĩnh thiệt. Hôm qua hai dĩa cơm xà bì trưởng. Dạ. Rồi, có liền. Anh ăn. Hả? Gì? Anh chọn cho em miếng sườn nào mà nó mềm mềm xíu nha. Chi vậy? Dạ, tại nay có ba em. Ba em lớn tuổi rồi, đang nó yếu. À, rồi. Dạ, có liền chút. Dạ. Dạ. Em cảm ơn Nam. Rồi. Ông chủ vô làm cơm con miếng sườn nha. Ủa? Con ở trên Sài Gòn này là con cứ suốt ngày ăn cơm tiệm vậy hả? Dạ đúng rồi ba. Tại công việc con bận rộn lắm. Với lại quán cơm này ngon mà. Hai ông chủ dễ thương nữa. Thấy thằng bụng bự nãy ra nói chuyện thấy cũng dễ thương thiệt. Dạ. Nè, còn con nữa. Lo lấy vợ đi. Để mà vợ nó chăm sóc cho khỏi với cơm đường cháo chợ nữa. Dạ, con biết rồi. Mà ba. Gì vậy? Con mới mua cái áo nè, ba thấy đẹp không? Trời đất ơi, ba nói bao nhiêu lần rồi, làm được nhiêu tiền thì cứ dành dụm tiết kiệm đi, mua chi hoài vậy? Đây nè, đồ của con mua cho ba bận chưa hết đây nè. Trời ơi, sao đâu ba, cả cuộc đời của ba vất vả vì con rồi, bây giờ con mới mua con quà chút xíu à, có sao đâu. Sao cái áo màu nó tươi tắn mà trẻ quá nghe con. Tết mà ba, bận cái này mới may mắn. Vậy hả? Dạ. Được rồi, để đó rồi sáng mùng 1 Tết ba bận. Dạ, em xếp lại. Ừ. Xuống chút. Xuống nè. Xuống nữa. Đó. Lên lại, mày xuống nhiều quá. Thì từ từ chứ không già, đâu phải
mỗi cái nách muốn chết luôn nè. Thì xuống. Trời ơi, xuống hoài vậy. Xuống. Rồi được chưa? Rồi, được rồi. Đó, đúng rồi. Đều không? Đều không? Rồi, rồi, đúng rồi đó. Rồi, bây giờ ông già lấy tôi miếng keo dính tôi dán coi. Mày sao lạ vậy? Bên đây đóng đinh, bên đây dán. Kỳ cục vậy? Trời đất ơi, đóng đinh xong rồi mới biết mình khờ đó. Cái nhà thì nhà vách dán, đóng vô nó tét một miếng dán kìa. Giờ ông già lấy tôi miếng bằng keo đi rồi tôi dán rồi cái là được rồi. Xong rồi qua Tết mình tháo ra. Lộn xộn á, bên đóng đinh rồi bên dán. Trời ơi trời, ai để ý mấy cái đó đâu mà. Rồi đâu rồi, có thấy đâu? Tôi để trong cái căn chánh giữa đó, ngó cái nhanh căn giữa. À, căn giữa nè. Ừ. Đâu có thấy cái gì đâu. Trời ơi là trời. Bây giờ ông già tập trung vô cái ngăn chính giữa đó. Đó, cái chỗ đó. Rồi, ngăn chính giữa nè. Đúng rồi. À, góc trái nè, góc phải nè, không có nè. Bây giờ ông đừng nhìn bên trái, ông đừng nhìn bên phải. Ông nhìn vô chính giữa đó, trực diện đó, đó. Chính giữa có cái gì đâu mà kêu chính giữa. Có cái này không nè. Thì đó, mặc vô đi rồi ăn Tết với người ta. Rồi là sao? Mua đó, mặc đi. Mặc Tết á hả? Ừ. Sao mày bày đặt quá vậy? Mua bày đặt cái gì thì ta có tiền ta mua thì mặc ăn Tết thì cứ bày đặt. Thì mặc sao cũng được mà có gì đâu, phải ta mua đồ mới. Trời đất ơi, Tết nhất rồi phải mặc đồ mới. Để làm chi, qua nhà ta chúc Tết, người ta thấy, thấy mình đẹp đẽ, không có coi thường nữa không? Chứ lỡ qua tới nơi cái ta nói trời ơi, tía của Nam nhìn mà gì đâu mà không có được cái bộ đồ đẹp để mặc ăn Tết nữa. Đúng là ta cười cho mặt tôi đó. Đằng thôi, mắc mới vậy đâu mà ta cười. Rồi đồ của mày đâu? Thì nè, mặc ăn Tết được rồi, thanh niên mà mặc chi đồ đẹp. Tao vậy mày vậy hả? Thì bình thường mà cái chuyện tôi giờ ở nhà suốt ngày còn Tết nhất là ông già phải qua nhà ta chúc Tết thì phải mặc cho đồ đẹp vô. Mặc vô đi. Mày cho mày đặt quá. Thử đi mà. Tối ngày mày kẹo tao không à? Đẹp không? Đẹp. Ha. Đóng kiến sao thử coi. À, ê đẹp cho mày. Mày mua cũng khéo dữ ha. Sao mấy giả lúa của tôi á trời. Trời ơi. Quá đẹp luôn. Cái vải mặt mát lắm á. Đó. Đó. Có bộ đồ día Tết ăn Tết nhưng ta rồi. Anh bỏ ý nè, tối ngày mày kẹo tao không. Thôi gì đi, ngày này tôi có tiền tôi mua cho mấy cái áo luôn mà. Chứ mặc cũng... đồ cũ hoài người ta nói tôi chịu nổi đâu. Mày cũng nhớ mày mua áo của mày đi. Rồi biết rồi, mà thanh niên trai chán cần gì mặc áo. Vậy nha. Có cơm cho anh Nam ơi. À, có liền em, có liền, có liền. Sáng giờ ba đi xe có mệt không ba? Không có gì. Đi mấy bận cũng quen rồi còn gì. Rồi có cơm liền. Có ông chủ, để con chủ. Nghe tốt đột xuất kìa. Này nhân. Dạ, cảm ơn anh Nam. À, ăn đi. Ăn nóng mà nó mới ngon miệng đó ba. À, vậy hả? Ủa? Ba? Không, tại vì nãy thấy Nhân nó xưng hô ba riết cái con bị lẹo lưỡi á. Vậy thôi, chú ăn cơm đi chú. À, rồi, rồi, rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn cậu. Chú ăn nhiều nhiều vô xíu nha chú. Nha. À, ăn cứ ăn thoải mái đi. Thiếu gì cứ kêu con. Rồi, con rồi, lấy rồi. Thêm cho chú. Rồi, cảm dạ. Ơn cậu nha. Dạ. Công nhận buồn bán dễ thương ghê á. Cảm ơn anh Nam. À, à, mà anh Nam hả? Sao có chén nước mắm mình nè? Đợi xíu. À, chú có ăn ớt không chú? À, có chút chút cho nó cay cay. Dạ, lớn tuổi mình cũng ăn ít ớt rồi chú. Dạ. Đây, để con chan cho ba. Dạ, nghe mùi có bộ thơm dữ ha. Quán cơm này ngon lắm ba. Ừ. À chú. Đó. À, cảm ơn cậu nha. Dạ. Cảm ơn anh. Ăn đi em. Cơm này ngon thiệt. Đúng rồi ba, không trộn mà. Ừ, cái vị nước mắm rất là ngon. Ừ. Coi coi. Dạ. Chú ăn đi chú. Ăn đi ba. Cảm ơn nha. Dạ. Dễ thương quá. Con nói rồi, hai ông chủ này dễ thương lắm. Ừ. Rồi, tới liền. Chú, để con chú. Chú,
ăn ngon miệng không chú? Ngon chứ. Dạ. À, ngon vậy con chú con làm thêm dĩa nữa cho chú ăn nha. No quá, no rồi ăn gì nổi nữa. Vậy hả? À, chú, à, cho con xin phép à, bữa cơm này con mời nha chú. Ủa anh Năng, hôm nay ngày gì mà mời? Thì đâu có gì ngày gì đâu, thì à, anh thấy chú mới lên thì à, anh muốn mời chú à, bữa cơm á mà. Sao được con? Dạ. Rồi, buôn bán làm ăn cái nào phải ra cái đó chứ, làm vậy kỳ lắm à. Dạ không sao đâu chú, ông chủ thương con lắm. Con làm muốn làm gì con làm à. Dạ con nói được là được mà chú. Dạ. 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 Dạ cảm ơn anh. Dạ. Vậy cũng cảm ơn cậu nhiều nha. Đưa chú về cẩn thận nha em. Dạ. Ờ mà Nhân, à, ba lên đây có lâu không em? Dạ, ba em lên ăn Tết với em xong rồi về. Ờ đúng rồi. Ờ vậy hả? Ờ trong thời gian đó mà em có bận bịu công việc gì đó thì cứ gọi anh. À, anh qua, có gì anh mang cơm qua cho ba nha. Dạ, cảm ơn anh. Tốt dữ ha. À, chú về cẩn thận nha chú. Ừ, cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Cha, cha mẹ của cậu chắc chắn có phước lắm đây. Có một đứa con tốt bụng như cậu vậy. Dạ. Về nha. Em cảm ơn anh Lâm nhiều. Về nha cậu Lâm. Về luôn Lâm dạ. Ơi. Ừ. Dạ, chú về. Ba đi cẩn thận nha ba. Mẹ có bị gì không vậy? Bị đâu? Ừ. Thường mà bớt để ý chuyện ta đi, sao hay để ý quá à. Làm chủ xen vô cuộc sống ta hơi nhiều rồi đó. Nhớ ba mày đúng không? Có đâu mà quá. Chuyện quá. Cứ nói ra đi, nói nhẹ nhàng hơn. Nhớ bà cũng quá à. Hồi lúc ông còn sống á, con cũng hay mua đồ cho ông mặc lắm. Tết này sao? Mày với Nguyên có tính về quê không? Ờ, Nguyên nó không. Tết này nó không về quê. Sao vậy? Tại nó nói nó nhận việc làm trong Tết á, mình được lãnh lương gấp 4 lần nữa nó không về. Còn mày? Còn có quê không? Không có. Dưới đó giờ bà con họ hàng đâu có ai đâu về làm gì. Như lại con cũng quen rồi. Thật Tết này con ở Sài Gòn. Mở đây với ai? Thì mở ăn Tết mình con. Ừ. Thôi giờ tính vậy. Tết này á, nghỉ sớm xíu, về quê sớm xíu. Tao đưa mày ngang ở nhà á, thắp nhang cho ba mẹ. Rồi đó về thẳng quê tao ăn Tết luôn với tao, được không? Chú nói thiệt không chú? Trời ơi, cái đó được mà. Có gì đâu thiệt cái không thiệt. Truyền hình vô nhiều bao, ngày Tết đến cận kề xuân về nào nước nắm tay cái hồi nắm tay được mà đúng không? Lòng người xa xưa, đúng không? Nhiều năm rồi không về. Mày điên hả? Ông thơm mới đi mày không hả? Không mà mày đừng có điên nha. Người ta nhìn vô người ta tưởng tao mày cái gì đó. Không kệ, không cần biết. Chỉ cần cũng biết là con thương chủ nhiều lắm. Trời, mày điên, mày điên, mày điên hả? Mày điên rồi. Cùng nấu bánh chưng xanh, ngày Tết giao thừa ai cũng vui nè. Mừng đón chào Tết, Tết đến. Ôi mẹ ơi, con về rồi nè. Ủa? Mừng đón chào Tết. Long. Dạ. Long với Nam về rồi hả con? Dạ. Con với Nam về luôn. Dạ, con chào ba mẹ. Gì vậy? Ba mẹ cứu mà. Kỳ vậy thì kêu
Ba đồng ý ba, con gương ba ha. Ba mẹ đồng ý tự nhiên cái gì chứ hoài vậy. Hai con trả lời chi? À mẹ với ba vẫn khỏe hả? Hôm nay con có mang ít quà về gửi ba mẹ để ăn Tết. Trời ơi cái thằng này về thăm ba mẹ là vui rồi, mà đặt quà cáp chi không biết nữa. Mẹ con nói đúng đó, hai đứa về ăn Tết là được rồi. Mua chi cho tốn kém vậy tụi con? Thôi có nhiêu đâu mà, chủ yếu là tấm lòng của con dành cho ba mẹ mà. Con cũng có nữa đó nha. Thôi thôi thôi, tự nhiên cái gì đứng đây giờ nói chuyện suông vậy luôn hả? Sẵn bữa, bây giờ hai đứa đi vô rửa mặt rửa tay rồi ra đây ăn cơm với ba mẹ luôn. Dạ 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 dạ. Vậy con mang này con trưng lên bằng đầu. Dạ. Nhớ xách hai ghế ra luôn. Dạ. Chén đũa đầy đủ mà, yên tâm. Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm nghe. Ăn cơm đi con. Dạ. Ủa, sao con không ăn cơm đi? Ủa sao mày? Dạ. Tại đó giờ Tết con chỉ ăn Tết của mình. Nào mà đông đông người thì ăn Tết với Nguyên Quy. Chứ thật sự là chưa bao giờ ăn Tết mà đông vui giống vậy á. Bây á, đã kêu hai bác là ba mẹ rồi, còn ngại cái gì nữa, cứ về đây ăn Tết với ba mẹ, nghe không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ con nói đúng đó, nhà này chỉ có mình thằng Long mà nó lại chưa chịu cưới vợ nữa. Có bay á thì thêm vui chứ có gì đâu. Dạ. Về đây ăn Tết với ba mẹ con à. Dạ, vậy thì cung kính không bằng tương mệnh. Dạ, con hứa không phải Tết năm nay luôn, Tết nào con cũng về thăm ba mẹ, con cũng sẽ ăn Tết với ba mẹ. Dạ. Rồi, cứ về đây với ba mẹ nha con nghe. Dạ. Rồi, rồi, ăn cơm, cơm, cơm. Ăn cơm đi, ăn cơm đi, mấy đứa. Mà con nói thiệt, người dân quê mình dễ thương quá, nhất là ba mẹ nữa, dễ thương quá trời. Vậy mà không giống chút nào mới hay thiệt. Ê, mà cà khịa tao nữa đúng không? Có đâu, con có cà khịa đâu. Ba mẹ, lương tháng 13 con không có luôn á. Mà thậm chí là lương tháng 11 còn thiếu luôn á. Không có tiền Tết luôn. Nè, mấy cái cà khịa vậy hoài á, sang năm luôn đó, thiếu sang năm luôn á. Thấy chưa, ăn hiếp còn không thấy chưa? Mệt quá, để giải quyết cho. Ăn cơm đi. Đó, có làm chứng giải quyết nha, chứ thiếu hoài đồ hoài luôn. Dạ dạ, ăn cơm, cơm, cơm. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đó, đã ăn hổ qua nè, cho hổ qua. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mừng đón chào Tết, Tết. Quý vị có thấy không, chú rể cô dâu tay trong tay, hạnh phúc cả một bầu trời và mặt tươi như hoa nở. Thấy người ta kết hôn á mà hạnh phúc lây à. Ước gì á mình được làm mẹ của cô dâu, được mặc đồ đẹp, nhìn con gái mặc đồ cưới tiến vào lễ đường. Rồi, bây giờ mẹ thích vậy đúng không? Đúng rồi đó. Ngày mai con với mẹ ra tiệm studio cưới á, sau cái con thê bộ đồ cô dâu, con với mẹ chụp hình chung. Đủ rồi nha, con đừng có cố ý mà hiểu sai ý mẹ. Gần 30 tuổi đầu rồi mà không lo yêu đương gì hết à. Định chờ mẹ đoàn tụ với ba con luôn, lúc đó mới chịu lấy chồng hả? Mẹ này làm gì mà nói ghê vậy? Con còn trẻ chứ bộ, tụi chi cái bắt lấy chồng là sao? Trẻ, trẻ hoài hả con? Rồi sẽ già không để ở mình, không có được được chưa? Kiếm người yêu đi. Nhưng mà bây giờ con đâu có thấy ưng ý ai đâu mà lấy. Chắc tại vì con thương mẹ quá cho nên là con muốn ở vậy với mẹ. Thôi khỏi đi, đừng nói câu đó. Coi tivi là thấy đại cảnh đó luôn đó. Mẹ nói con nghe nha, chắc tại con khó khăn quá gì. Đừng có kén chọn quá con, không có trẻ gì hoài, lỡ già rồi sẽ tới đó ế, đừng có la làng lên nha. Trời ơi, mẹ nghĩ sao vậy? Mẹ nghĩ sao con vậy mà ế vậy? Nè, nói cho mẹ nghe nha, con chỉ cần gật đầu một cái thôi, đó là chai xếp hàng cho đây nè, xuống tới với cuối sớm luôn, không một ai làm lại con chuyến này nha. Đó, nhưng mà tại con không thích thôi. Với lại á, con thấy độc thân đâu có gì đâu xấu, phần thấy may mắn nữa. Cái bữa giờ mẹ không đọc tin tức hả? Cưới nhau về đùng đùng vậy tưởng sao? Rồi chồng đánh vợ, vợ đánh chồng, tác động vật lý qua lại. Ghê. Đâu phải nhà nào cũng vậy đâu. Trời ơi, vợ chồng lấy nhau nhiều khi cũng hạnh phúc lắm đó con. Mình cứ tôn trọng chồng mình yêu thương mình là hạnh phúc thôi. Đâu phải ai cũng như con nghĩ đâu, con lo. Thời đại bây giờ hả, ngoài bản thân con với mẹ ra, con không mất mong chờ vô một ai nữa hết trơn á. Với lại giờ mẹ thấy không, con làm ra tiền nè, thừa sức khả năng nuôi gia đình của mình, làm ra tiền rồi, thích xài gì thì xài, đi đâu thì đi, làm gì làm, cần gì đàn ông. Thôi, không nói chuyện với mẹ nữa, con lên phòng đây. Hết nói nổi mày luôn mà.
không tự tìm đúng không? Đừng có trách mẹ nghe. Không tìm theo ý của con, mẹ tìm theo ý của mẹ đó. Của em nhiêu anh Nam? 30, 30 em. Gửi nè. Rồi, đây là anh Thối luôn. Rồi, anh chụp ha. Dạ. Dạ, anh ơi, tôi đói quá à. Mua giúp tôi một vé, có tiền ăn cơm nha. Tôi giúp mày vé, giúp tao đóng nha. Mày đồng nghiệp hả? Đó. Ủa bán vé số, đâu cộng với chuyện bự dữ à? Nè, mày thích đâu tôi cho mày 10 sạc luôn mà. Ôi vậy là... Nói vậy hiểu rồi, hỏi chi xấu. À, cô ơi, tôi đói quá. Cô mua giúp tôi vé, tôi có tiền ăn cơm nghe. Dạ, em không có chơi vé số á. À, nhưng mà anh đói đúng không? Hay là để em mua cho anh phần cơm nha. Cô mua rồi tôi mới ăn. Tao chưa thấy nào như mày luôn á. Dạ. Tao tưởng mày ngước mặt lên mày cảm động với ai vậy, mày cúi mặt xuống mày kêu mua đi rồi mày ăn. Thôi. Trời ơi, bán vậy chắc được lắm nè. Ủa vừa hỏi cảnh mà chắc nó ế quá, nó vậy thôi. Nó ế là nó bị rối. Nghe thôi được rồi, vô. Bán tờ giấy số đi. Dạ. Dạ, em gửi. 10 ngàn đúng không? Dạ. Rồi nè, lấy hai tờ luôn. Dạ. Được. Cảm ơn anh. Dạ. Đói phải không? Dạ. Mua giấy số luôn rồi nè. Ăn cơm nghe. Nam, lấy cho em trai này dĩa cơm sườn đi. Dạ anh ơi. Dạ anh ơi. Dạ đừng lấy cơm sườn. Dạ em đang ăn kiêng. Lấy giùm em dĩa cơm trắng. Dạ. Bỏ em cái đùi gà rắc muối tiêu vô nghe. Bán cái đùi luôn. Nè, đưa lên dĩa ăn luôn đi. Không. Chứ ai nói ăn kiêng mà ăn đùi gà là sao đó. Bởi vậy mới nói. Dạ em không ăn được thịt heo, ăn được thịt gà. Béo phì. Mày béo phì. Chưa thấy ai như nó luôn á thiệt á. Bởi vậy đó, mày ăn sườn riết mà mày bị đóng nó thấy chưa? Vậy mai cho gà ăn đi. Ừ, chua lành cho người ta đi. Dạ, cô ơi. Chắc là tôi phụ lòng tốt của cô rồi. Tôi không ăn cơm được của cô. Cô đừng buồn và giận tôi nghe. Ra đây mời cậu. Dạ. Nè, ăn từ từ thôi. Hết á, tôi bỏ thêm vô cho. Cho tôi thêm cái đùi được không? Để... Hết đùi rồi. Mình bán cơm sườn mà, đâu có bán cơm đùi gà. Ướp cũng được. Còn phao câu nè, ăn không? Mang ra luôn. Có mà. Đợi xíu. Ừ. Đi ngồi đó nó quất nguyên con gà luôn chứ. Mày sống cứ ghẹo người ta hoài. Ấy, đưa cái chén ra đây. Ấy, sao nó ăn dữ vậy ta? Đâu ra? Cứ gạt ghẹo người ta hoài. Đây nè, đất nè. Nè, thêm cái đùi nữa cho nó đi, nó giỡn có cái đùi nữa kìa cho nó đi. Mày nha, cứ gạt ghẹo người ta hoài. Chọc nó chơi mà. Nè, nướng đi. Còn đùi nha. Nè, cái đùi nè. Ăn đi. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì. Cậu Long. Dạ, cảm ơn cô. Công nhận nha, cậu Long vừa đẹp trai mà tốt bụng nữa. Người nào lấy được cậu ta sung sướng biết mấy. Mẹ ước gì có được cậu con rể y chang vậy á. Mẹ lại chọc ảnh nữa rồi. Mẹ nói thiệt chứ bộ. Chuyện nhỏ không mà cô, đừng bận tâm. Người tốt cũng nhiều mà, cô cũng tốt mà. Con không giúp thì chắc chắn cô cũng giúp mà đúng không? Mắt xào xào. Khoái thế bà, mắt xào xào. Lôi vô nước đi. Cà khỉ, cà khỉ, 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 khỉ hoài. Hai anh vui tính ghê. Vui tính, làm quen đi. Hả? Anh Long ơi. Em với mẹ ăn xong rồi á. Của em bao nhiêu để em trả tiền? 60. Dạ. 60. Dạ, em gửi anh. Dạ, cảm ơn. Mẹ đi về. Về đó trời nhức đầu quá. Đi về nha mẹ ơi. Dạ, cảm ơn. Sao tự nhiên nhức đầu quá ta? Không ai vậy luôn á. Gì? Người ta đã có ý trao thân luôn rồi. Vậy mình nỡ không nào lấy tiền của người ta. Mày điên hả? Mày điên hả? Tao tức thiệt mà. Chà, phải công nhận nha.
Ông chủ mà dạy gái thứ hai là không ai dám dạy gái thứ nhất luôn á. Mày điên, mày điên, mày nói gì bậy bạ vậy? Rõ ràng cái quán cơm tấm mình nó ngược đường với cái nhà này. Tại sao vẫn chấp nhận mang cơm qua đây? Đúng không? Đúng không? Thì bây giờ trước sau gì người ta nhờ gì chẳng lẽ không đi quá. Chứ sao gì muốn làm ghế gia đình này? Mới nói vậy chứ. Mày nói đi không cái gì vậy? Gì nữa? Nhưng mà công nhận ông chủ, cái dạy gái này cũng chấp nhận được. Bé dễ thương quá trời, đẹp, mặt phúc hậu. Mà cái gia thế này mà chui được vô đây giống như là chuột sa hung nếp vậy. Nè, từ nãy có cái gấp mà gấp cái mỏ mà lại rồi đó nha. Thôi nha, nha, nha. Cái nhà người ta mà nói chừng bậy bạ, ta nghe được, ta đuổi ra khỏi nhà đó. Trời, nghe, nghe chứ mình sắp làm gửi rồi. Thôi điên không? Một bước lên mây luôn. Mấy cậu tới rồi hả? Ủa? Dạ, dạ cô. Trời cơm. Ơi, phiền quá à. Để hai cậu tới nhà giao cơm luôn à. Dạ, không gì, dạ cơm cũng mang tới rồi. À, con xin phép xin tiền với lại đi về luôn. Đã tới đây rồi, ngồi chút xíu đi, uống ly nước rồi hãy về ha. Trời ơi, đợi nãy giờ luôn. Ngân đi Ngân, ra đây con. Trời có hai anh tới chơi nè, con đi vô đi ngồi đi. Ờ, trời ơi. Rồi đây nói chuyện với mấy anh nha, bây giờ mình lấy nước. Hai con ngồi chơi nha. Dạ. Ờ, dạ. Nói chuyện đi con. À, anh tới chơi hả? À, tới chơi. À, tới có. Tới giao cơm cho mẹ đó. Trời ơi. Mày nói cái gì vậy? Điên hả? Đúng hả? Ủa? Vậy là mẹ em... Thì đó, mẹ nhờ anh nè. Giao cơm lại cho mẹ đó. Trời ơi. Mẹ này thiệt tình. Ủa? Ủa sao cúp điện vậy? Trời đất ơi. Sáng không cúp, chưa không cúp, tự nhiên cái đợi tới giờ người ta nghỉ ngơi cúp à. Hai anh đợi xíu nha, em lên lấy điện thoại gọi cho điện lực cái. Ôi trời Ngân ơi, ngồi đi con. Trời ơi, cúp điện tối thui à. Xin lỗi hai cậu nha, lâu lâu mới tới nhà chơi một bữa mà điện cúp như vậy, không biết giải quyết làm sao luôn hết trơn. Mẹ, chừng nào mẹ muốn mua cơm thì kêu con đi mua, tự nhiên cái phiền hai anh chi vậy. À, không sao đâu. À, đừng trách, cái này cũng tiện đường mà. Tiện đường. Ừ, tiệm cơm hướng Nam, nhà hướng Bắc. Bắc Nam xung dày, trời ơi. Mày đi hả? Tao giết chết lắm. Ngon rồi. Cô gọi điện thoại cho bên điện lực đi. Gọi điện thoại chứ, gọi điện lực ha. Gọi. Không ai bắt máy hết nè. Kỳ vậy ta. Cô gọi lại lần nữa coi. Gọi lần nữa. Không được. Không gọi được. Giờ làm sao đây? Giờ sao ta? Giờ cậu Long. Hả? Sửa điện giùm đi. Tôi đâu có biết sửa điện đâu. Quên. Để con. Con biết sửa điện, để Nga sửa cho. Biết sửa hả? Mày đừng quay bà nha, biết sửa vậy? Không biết trời. Sửa dưới quê sửa không cống hả? Điện có dính dây nhau đâu. Thì cũng là dính sửa với nhau thôi. Nè, cái điện nó khác nha. Nó giật một cái là coi như là thay hình biến dạng luôn đó nha. Kệ không sao, lỡ biến đẹp hơn sao. Đừng có giỡn được không? Cô, chỉ cầu giao chỗ nào đi. Vậy để là sửa cho. Nam đi sửa điện. Dạ. Nam đi với cô. Dạ. Long ngồi đây, nói chuyện với Ngân nha. Dạ. Đi sửa điện với cô, đi. Dạ, vậy thôi. Nói chuyện đi con. Dạ, dạ. Đi dặn dạ. Đi nè. Vậy thôi con đi nha. Ông chủ bà chủ. Điên hả? Trời ơi. Tối quá ha. Dạ. Ăn cơm đi. Dạ, tí nữa em ăn. Đúng rồi, tối quá sao ăn cơm hả? Cậu giao tổng này không cô? Đúng rồi con. Chứ mà con chi vậy chứ đây nè. Cha. Cô ơi. Sao? Cái này chắc phải sự cố đâu. Sao? Con nghĩ là ai phá đó. Ai phá? Chắc ra không phải có người phá. Thường thường á là cái này á, nếu mà gặp sự cố là cái dây này bị nó bị đứt ra, còn cái này làm như có ai rút xuống đó. Chắc ra chuột á, chuột phá. Chắc chuột ha. Chắc chuột 45-50 kg á. Mà chuột này chắc thành tinh luôn rồi nè. Ủa biết sử dụng tô vít luôn, biết dặn ra, biết tháo nghề xuống, biết làm cho cúp điện. Con biết sửa không? Biết chứ. Sửa đi. Trời ơi. Xì đón không à. Chuột ơi, phá chi để sửa gì trời. Đúng là chuột thành tinh mà.
gọi điện rồi. Dạ. Thằng Nam vậy mà hay. Hên quá. Hên quá. Trời ơi. Cảm ơn cậu Nam nha. Trời ơi, cô nói hồi xương sửa không cống không tin. Nghe thiệt nha. Hả? Sao? Mày sửa điện thiệt được, được, được thiệt luôn hả? Thiệt mà đút lên cái xong hả? À dạ. Đơn giản lắm. Hên quá, hôm nay có anh Nam chứ không là chắc mẹ con em ngủ dậy tới sáng luôn. Có đâu. Anh giỏi lắm mà. Mấy chuyện này chuyện nhỏ với anh mà. Cảm ơn anh. Thằng Long thấy không mặn mà rồi. Thằng Nam cũng tháo vát dễ thương. Hy vọng là nó chịu. Ôi sao vậy? Cô ơi, sao tiện cái cô than ngắn thở dài với cô? Nói thiệt với hai cậu, mỗi lần mà nhà xảy ra sự cố, cô thấm chạnh lòng lắm. Ba con Ngân á thì mất sớm, nhà có hai mẹ con à, không có đàn ông, mà con Ngân á không chịu lập gia đình. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì á cũng một tay cô hết á. Nếu mà xảy ra việc gì đó, ngồi chống tay mà chờ đợi chịu đựng chứ có ai giúp đâu. Cậu Nam, cậu thấy Ngân nhà tôi á có đẹp không? Đẹp không cậu? Nhìn con. Hỏi gì, hỏi gì, hỏi đi, trả lời đi. Sao gì chuyển hướng với con vậy? Ai biết đâu. Cậu Nam nghe nè. Con Ngân nó giỏi dữ lắm. Mà nó hiền nữa. Ai lấy được con Ngân là có phước dữ lắm á. Tôi hỏi hai cậu nè. Mà tôi hỏi mình cậu Nam thôi. Tôi nói vậy có đúng không? Kìa. Trả lời đi. Mẹ hỏi kìa, trả lời đi. Hả? Mẹ hỏi kìa, trả lời đi. Dạ, thưa mẹ. Trời ơi, dữ lắm mà. Sao trời ơi, nói đi. Phải. Cô ơi. Dạ. Dạ đẹp à. Còn mẹ. Nam khen con đẹp kìa. Mẹ nói cái gì kỳ cục quá à. Cái gì đâu mà kỳ. Mẹ thấy cậu Long với cậu Nam đều là người tốt. Con đừng có kén chọn nữa. Mà đặc biệt là cậu Nam nha. Hiền lành mà giỏi giang nữa. Con đừng có kén nữa. Kén riết mà ế à. Nhưng mà dù sao mẹ cũng phải tôn trọng con chứ. Mẹ làm vậy con sao được. Con thì khó khăn. Cơ hội tới không biết chụp lấy à. Mẹ. Thôi. Cứu con chịu ơi. Được rồi. Cứu con đi. Cho con chịu cái tật. Nhưng mà hãy cứu con đi chứ. Rồi cô. Con nghe câu chuyện cũng hiểu được một chút vấn đề. Con xin góp ý nhẹ thôi nha. Không phải là nhiều chuyện đâu. Cho con phép con nói chuyện với lại bé Ngân một xíu. Con cứ nói. Dạ. Anh biết con gái tụi em bây giờ đang rất là sợ hôn nhân ha. Có thể là tụi em bây giờ sống thoáng hơn, thích tự do bay nhảy hơn. Nhưng mà anh nghĩ trong gia đình nếu như không có đàn ông thì thật sự bất tiện lắm. Đồng ý là trong cuộc sống của em có điều kiện. Và khi có điều kiện có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nhưng mà có những vấn đề có đôi khi có tiền chúng ta không thể nào giải quyết được đâu. Và cuộc sống không thể nào mà như theo ý của mình được. Chứ chẳng hạn chuyện hồi nãy, em thấy không? Cúp điện, trong nhà không ai làm được gì hết. Bởi vậy đàn ông anh nghĩ là cũng thật sự là cần thiết trong gia đình. Nói gì nói nha. Em để ý đi, ông bà có câu rất là đúng. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Còn cô, con cũng có ý kiến nhỏ thôi. Cô cứ để từ từ đi. Ngân còn trẻ mà. Cứ để cho cô ấy tự do bay nhảy một thời gian nữa. Con nghĩ đến một vài năm nữa thôi, cô ấy có lẽ là sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn và sẽ có những quyết định đúng đắn hơn. Với ông bà mình cũng câu rất là hay nè. Ép dầu ép mỡ, ai nở ép duyên, dục tốt thì bất đạt. Con chỉ nói vậy thôi. Cô đừng buồn nghe. Không có buồn. Con nói hy vọng Ngân suy nghĩ lại. Mẹ, con nói nè. Bây giờ mẹ cứ để cho con tự do thoải mái xíu đi. Rồi biết đâu vài năm nữa con sẽ suy nghĩ chín chắn hơn trong cái việc chọn người đàn ông của mình. Lúc đó là con hứa với mẹ là con sẽ suy nghĩ tới cái việc lấy chồng. Biết đâu lúc đó mình sẽ có một triền rễ tuyệt vời hơn mong đợi của mẹ sao. Mỹ nó còn có ý định lấy chồng thì mẹ mừng rồi. Vậy thì mẹ đừng có như vậy nữa nha. Thôi hai mẹ con giải tỏa vậy là con với Nam đây là vui mừng rồi. Thôi giờ cũng trễ rồi, cho phép con với là Nam xin phép về trước nha. Cảm ơn. Chào mẹ đi về. Dạ mẹ. Đúng rồi. Mẹ hoài chứ. Hai anh dự tính ghê á. Hôm nay em cảm ơn hai anh nhiều nha, làm phiền hai anh quá. Có gì đâu mà phiền.
đúng không Nam? À, lo vợ rồi. Tương lai mà. Dạ. Mắc cỡ. Tụi tôi về trước nha. Dạ. Mình sau này qua đám cưới á, nhớ mà tôi với Nam nha. Trời ơi, hai anh mà sao em quên được. Ừ. Nhưng mà ông chủ đi thôi chứ chắc tôi không đi đâu. Ừ. Đi nói chuyện nó hôn nhân ta chuyện mời nói chặn đầu là sao? Chứ có phát lương nào đi. Không lẽ đi tay không? Mày biết nhục chứ. Mày cà khỉ tao quay. Mày đi trước mặt tao cà khỉ tao quay. Nhưng mà không có lương sao đi. Mày đi về. Mày đi về. Có lương mới đi chứ. Không về nha. Đi. Cái miếng sườn nè mà phải nướng nha, thấy không? Chà. À, ngon vậy. Nướng kiểu này là không được. Mà nó bị khô. Ủa? Dạ. Người yêu mày tới kìa, ra nói chuyện đi. Nói gì trời? Yêu gì yêu? Con gấp cái mỏ mày bây giờ mày sao xạo không à? Mày thích con ta, mỗi lần người ta tới mày vô cái miệng mày líu lo mà đang nói chuyện với người ta. Thích... Rồi hôm nay mày kêu mà không phải là gì? Thích nào trời, thích nói chuyện hợp đi, thích trời nào? Trời ơi, nói chuyện hợp. Cái mặt mày khỏi, mày khỏi đừng có diễn, đừng diễn xạo với tao. Trời nha. Ra coi mọi hôm nó tới líu lo, hôm nay cái mặt nó buồn xịu kìa. Tao hỏi coi chuyện gì? Cái đó là nghệ thuật chăm sóc khách hàng thôi, chứ tao yêu gì, mình muốn cho khách hàng đến với quán mình thôi. Rồi, tao hiểu nha. Thôi ra đi. Nè, cơ hội ngàn năm có một. Tao thấy là nó cũng được á, chứ còn mày tao thấy không được rồi đó. Thì đó, thấy cũng được mà người ta chưa thấy mình được thôi. Thì đó, tao nói chuyện đi. Mà không yêu. Quan tâm lo lắng. Ừ, đó. Ừ. Nè, ăn gì không? Anh làm cho. Không, bữa nay mệt lắm, không muốn ăn uống gì đâu. Sao vậy hả? Có gì mệt nó nghe coi. Hả? Rồi tự nhiên không ăn uống. Em ơi, em phải nên ăn uống chứ, em nhìn đi. Anh nè, mỗi lần anh mệt mỏi anh đều ăn uống hết. Để chi? Để có một thân thể như vậy, đẹp như vậy. Em phải bắt chước anh. Em mệt em đừng bỏ ăn uống, uống. Thân thể nó ốm yếu nó không hay đâu. Phải như anh mới đẹp, hiểu chưa? Rồi bây giờ ăn là giống anh á hả? Y luôn, ăn giống anh này nè, cả đường nhìn nó mới gợi cảm. Ăn ha. Không, ý là không ăn. Ý là bữa nay không phải qua ăn. Bữa nay qua kiếm anh mà ăn gì. Trời, làm như không ai muốn tướng đẹp giống tôi thì sao trời. Nói trời, vậy hả? Kiếm anh hả? Anh Nam. Hai. Tôi là tôi không? Tôi không thích gì đâu. Cái gì cái cũng không? Phải kêu ba mẹ dưới quê lên đó, rồi ra mắt người lớn rồi đàng hoàng. Rồi lúc đó tôi thấy tấm lòng thành tôi mới chịu làm bạn trai chứ. Tự nhiên cái nắm tay sổ sàng giữa quán rồi ánh mắt nhìn tôi thèm muốn, cái đó là không được nha. Dạ. Nói gì vậy? Tự nhiên cái người ta đang định tâm sự cái mà nói phụ nó điên gì vậy? Làm giáo quá à, thôi muốn nghe hầu gì vậy? Đã làm gái đâu, tại vì anh thấy em nhìn anh rồi em nắm tay anh nên tưởng là tôi muốn tỏ tình với anh chứ ai biết đâu. Gì vậy hả? Có chuyện gì nói nghe coi. Tự nhiên cái nói nghe coi. Không, tự nhiên cái hả, người ta đang định nói chuyện tâm sự cái bắt đầu cái bắt người ta dẫn ba mẹ lên làm gái này kia, ai rảnh đâu nói chuyện với mấy người. Thôi thì gọi thì đó, ta tính làm cao mà giờ không được làm cao, ta làm thấp lại nè. Có gì nói nghe coi được không? Thôi bây giờ gì nè, anh năn nỉ em luôn, nói cho anh nghe, tâm sự anh nghe đi. Anh muốn nghe, anh thèm khát được nghe, tha thiết được em tâm sự, sẵn sàng ngồi đây để nghe tâm sự, được chưa bé Ngân ơi? Em khổ quá anh Nam ơi. Giờ không biết làm sao hết trơn á. Không lẽ bây giờ em phải bu xuôi luôn hả? Trời Ngân ơi, sao vậy em hả? Em bị sao vậy hả? Giai đoạn thứ mấy rồi, bác sĩ nó cứu được không? Nè, không có được bế tắc nghe chưa? Còn nước còn tát, anh sẽ phụ em tát nước nha. Hùng hả? Còn nước còn tát cái gì? Chứ anh tưởng em bị bệnh năng y. Đã nói là người ta đang buồn mà sao mà cứ nó khùng nó đi ngoài vậy? Ủa, đang khùng tự nhiên cuộc đời em bế tắc quá, mắc gì bế tắc? Em nói mấy câu như chăn chối gì đó. Bây giờ em cứ vòng vo hoài, em cứ nói thẳng đi, có chuyện gì? Nói. Đời người con gái. Trời ơi, trời cái gì vậy? Tôi một lần yêu ai nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài, phận con gái 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong. Ơi ngân, em nghĩ ra được mấy câu văn này hay á nha, mấy này giống như là em có thể viết thành bài hát được luôn á. Nhưng mà nói thiệt nha, trên cái cuộc đời này không còn 12 bến nước, không có bến nào mà trong nữa đâu.
ô diễn đục hết trơn hết trọi rồi. Vậy thôi, anh không nói gì, em tâm sự tiếp đi. Em sinh ra trong một gia đình gia giáo. Ba mẹ em dạy em từ nhỏ tới lớn là phải trở thành một người con gái công dung ngôn hạnh, vừa nết na vừa thùy mị. Tội nghiệp ba má em ha, từ nhỏ đã dạy rồi mà lớn lên em cũng đâu nết na thùy mị gì đâu. Lớn lên thì ba mẹ em muốn gả em cho một người đàng hoàng, xong rồi sau đó em sẽ trở về nhà thực hiện nghĩa vụ nữ công gia chánh, lo cho chồng cho con. Ê Ngân, ba mẹ em dạy cho đề cãi không được đâu. Em lớn rồi, em 45 tuổi rồi, già rồi, kiếm chồng đi chứ giờ cứ ở gì hoài sao được. Không phải thương em mà phải thương ba má em nữa chứ, đúng không? Giờ em kiếm đi nè. Đó, thí dụ mình nhìn xung quanh đây mình thấy ai được thì mình cưới luôn. Nhìn hướng đó chị, nhìn hướng bên đây nè, mình thấy ai được cái mình cưới về, cái mình chăm sóc người ta. Nhưng mà em nói anh nè. Hả? Hồi nãy anh nói 24, 25 tuổi là già đúng không? Đúng rồi. Anh thấy em già chưa? Chưa. Đó, cái vấn đề là em chưa có già. Chị mới có hai mấy tuổi thôi, cuộc đời này còn nhiều thứ em chưa trải nghiệm lắm. Không, mình cứ lấy đi về chồng mình dạy cho. Không. Cái gì nó bỡ ngỡ thì... Không phải, nhưng mà ý là bây giờ em muốn tự bản thân em phải trải nghiệm. Chứ bây giờ cưới chồng về giống như là đeo gông vô cổ rồi sao mà em đi khám phá hết chỗ này chỗ kia, rồi còn nhiều thứ em chưa trải nghiệm được sao em trải nghiệm, đúng không? Không có nhiều khi mà trở thở cưới chồng về rồi là bắt đầu là có một cái giống như cục nợ trên vai vậy đó, rồi sao mà mình nó làm này làm kia theo ý thích của mình được. Không có đâu, em cứ cưới về đi, chồng em dạy cho mà, nướng sườn này nọ đi, bưng cơm rồi được mà, dạy dễ mà em. Không mệt quá à, nãy giờ đang nói chung vô chủ đề mà sao anh cứ chọc em hoài vậy? Anh đâu có chọc, anh đang nói thiệt mà. Ôi, người ta đã khổ muốn chết rồi mà tự nhiên cứ chọc hoài rồi, sao mà em khổ vậy? Trời ơi là trời, sao mà thiệt á, ra đây mà cứ ngồi than thở hoài vậy mà có chuyện gì hả? Cần thì nói anh tiếng anh giúp cho, chứ cứ ngồi đây mà cứ bế tắc gì xong rồi được. Ừ. Anh nói thiệt không? Trời đất ơi, không lẽ nói xạo với em hả Ngân? Vậy à? Là bạn trai em nha. Má! Mày nói gì? Không, không, không. Ý là không, bình tĩnh đi. Ý là giả bộ thôi. Giả bộ thôi, không phải thiệt. Giả bộ thôi, một ngày thôi. Một ngày thôi, xong rồi ngày mai là xong luôn. Không có liên quan gì nữa. Hiểu không? Không, ông ấy nhiều ngày luôn được không? Chứ một ngày chi vậy? Ừ, quá nhiều ngày gì. Bây giờ mình giả bộ đi về nhà. Về nhà em, anh với em giả bộ làm miếu nhau. Xong rồi cái về, cái ba má không cần phải là lôi em về quê có chồng nữa, giả bộ thôi. Không được đâu, biết sao không? Tại vì nè, người lớn á, người ta sẽ rất là tinh ý. Hiểu không? Mình mà giả bộ một cái là người ta biết liền à. Đừng nên giả bộ như vậy, hiểu không? Không ấy bây giờ mình làm thiệt luôn đi. Làm thiệt đi, bây giờ làm đó, ba má thấy được, ba má đồng ý luôn, hiểu không? Không phải, nhưng mà sao ba má biết được? Bây giờ anh à, anh không nói, em không nói. Nè, tôi không có rảnh đâu, nha. Đừng có lôi tôi vô chuyện mấy người. Vậy nha. Ông nhiều chuyện lắm, ông nói là lộ liền. Mình phải làm thiệt đi, chứ mình làm giả nhiều khi người lớn người ta biết người ta buồn, hiểu không? Không, nhưng mà phải là như ý em nói là bây giờ mình giả bộ mình về thôi. Còn mấy cái chuyện sau là em tính hết rồi. Có nghĩa là bây giờ mình chỉ cần giả làm người yêu của nhau thôi. Cái bắt đầu mình về đó là trong một ngày hôm đó mình cắt một cái là coi như không liên quan với nhau nữa là xong. Chỉ cần anh vô cái chỗ đó thôi là ok, tuyệt vời rồi. Không cần cái gì hết, cũng còn thiệt cái gì hết trơn á, giả thôi, anh đừng có lo, hiểu không? Nhưng mà anh sợ người lớn biết được cái tự nhiên anh không cảm thấy anh có trách nhiệm với không công việc. Không có sao hết đó, cái này là ba mẹ của em mà, đâu có sao đâu. Nhưng mà anh sợ ba mẹ buồn anh. Không không không, ba mẹ buồn em thôi, không có buồn anh đâu, anh đừng có lo, tại vì mình giả mà nha. Vậy nha. Được không? Nha. Nha. Rồi, nha. Rồi bây giờ là em sẽ giờ em nói chuyện với ba mẹ em, xong rồi em sẽ kêu anh qua gặp ba mẹ em nha. Ủa liền đúng hả? Đúng rồi. Ủa chị hả? À. Nhưng mà em sợ chứ. Thôi đừng có sợ, bây giờ anh cứ nghĩ là bình thường thôi. Bây giờ là có em rồi, không có phải sợ gì hết, tôi hiểu không? À. Bây giờ chỉ cần là em kêu anh nói gì là anh nói đó, dễ lắm nha. Bây giờ em giờ em chuẩn bị, xong rồi có gì em báo với anh, ok? Ok. Ơ sao tôi có cảm giác tôi bị gài á. Mày bị gài chắc còn gì nữa. Chứ không có con nhỏ nào mà nói chuyện mày sáng nắng chiều mưa nhỏ hết trơn á nha. Nó giặt lật vô bánh tráng á.
mày, tại vì mày dàn mày cuốn cái vòng gọi là lẫn quẩn là mày thích người ta á, thấy không? Rồi mày không biết mày không thấy thôi, chứ còn ngồi đây thấy hết á. Nhưng mà kệ đi gài đó, nhưng mà tại sao đây là hai người đàn ông, tại sao gài con mà không gài ông chủ, đúng không? Điên cái gì như vậy, mà nói cái gì nó điên cái vậy? Điên nó khùng gì, ít nhất là con phải đẹp, con phải trẻ, con ông chủ thì người ta mới nhờ con làm bạn trai giả cho người ta, chứ không ai mà đi nhờ một người lớn tuổi làm bạn trai người ta hết. Ba má người ta làm sao mà tin được, đúng không? Đúng rồi, biết tại sao mà nó nhờ mày không? Tại sao? Tại mày khờ quá, hiểu không? Mày khờ mà dễ dụ quá, dễ bị gài quá mà, hiểu không? Nè, tao nói mày trước nha, làm gì làm cẩn thận nha. Cái chuyện mà cái quán mình giúp với cái vụ vậy nè, là coi như là gần 100 tập trước là có hết á. Coi chừng phát hiện ra, nhớ mấy lần phát hiện ra nói mày xin lỗi không kịp với người ta đó. Mà mệt quá đi, tự nhiên xin lỗi không kịp với người ta là sao? Giờ đang tính bạn bé này nhờ mà nó nhờ không có tâm chút xíu nào. Tâm gì? Thí dụ nhờ là phải có tập vợt trước đúng không? Đi ăn, đi uống, để tập đi trước. Ủa đúng hả? Mày bởi vì cái đầu óc mày lúc nào nó cũng nghĩ tới bạn cái gì là bậy bạ, cho nên không bao giờ mà ai mà gọi là tin tưởng mày là cái gì dân. Rồi thí dụ ba má người ta hỏi núp rủi đâu rồi trả lời sao? Không ai tầm bậy bạ vậy trơn á, nghe. Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có mày, mày bị điên, mày cứ nghĩ vậy thôi. Vậy nghe chưa? Lo dọn dẹp đi. Tao lao không? Nói vậy. Chán. Mày làm cái gì? Mày vô quá vậy? Múa. Múa gì tự nhiên? Thấy mày lạ lắm á nha. Rồi từ từ cái ghế này sẽ làm bé Ngân có biết. Nói á, thích Ngân á, nghiện mà còn ngại, thấy không? Nhờ cứ nó không hẳn phải. Con biết là bé Ngân phải tin tưởng con cỡ nào, đặt niềm tin với con cỡ nào thì mới chọn con là bạn trai giả. Nhưng chắc chắn con sẽ làm cho cái giả đó thành thiệt. Tin con đi Ngân ơi, tin anh đi. Nào chúng ta cùng say nào. Anh Nam. Mẹ ngồi, mẹ giới thiệu với mẹ, đây là anh Nam, bạn trai của con. Giới thiệu với anh Nam, đây là mẹ của em. Dạ, sao quá. Dạ không, dạ con hả? Con hả? Con là bạn cái gì vậy con? Bạn trai của con Ờ, chào cậu. Dạ bác ơi. Bác ơi, bác chơi không bác? What? Cái gì? Bác mới lên trời hả bác? Anh run quá mẹ, từ từ xíu ra anh quen à. Kêu mẹ ngồi. Bác ơi, ngồi bác. Rồi mẹ ngồi, mẹ ơi. Trời, anh đi xíu nè, anh quen à, Bác ơi, bây giờ con phải làm gì nữa bác? Cái gì nó sợ dữ vậy con? Không có đâu, tại anh lần đầu tiên thấy mẹ, anh vậy á. Mẹ đợi con xíu. Đi vô lấy nước cho mẹ đi, lên làm cái gì mà rúng nhảy vậy? Người không báo trước. Thì bình thường lạnh lắm mà, đi vô nhanh lên. Lần đầu tiên gặp người lớn sợ dữ trời. Ở đây bán cơm tấm ngon lắm á mẹ. Xíu nữa mẹ muốn ăn cơm chén đừng cụ. Ông chủ không có ông cụ nào hết trơn á. Liếu rồi. Cú chén đi giờ sao giờ? Ủa sao bữa nói ngon lắm mà. Coi con ra tay con cân hết này nọ mà. Không phải mà giờ, nào giờ chưa được coi mắt, bữa nay còn được coi mắt cái sợ á. Ra mắt cho con coi mắt. Ra mắt. Hay bắt bẻ rồi cứu cái coi. Mặt mày xanh lét thiệt luôn, xanh như nhái vậy. Anh nhờ. Vụ lấy nước mà người lớn uống. Vậy không? Để xíu à. Nhìn vậy thôi chứ ảnh hiền lắm. Ổn không con? Con thấy được, nói chung là thật thà. Gì vậy? Đi chung đi, có gì chết chung đi. Mày điên hả? Tao tán muốn thịt không? Chết riêng không được đâu, mày đi đi. Tự khát thịt, mày điên. Bác uống nước ba. Dạ, chào cô. Cảm ơn cậu nha. Cái quán này là của của con hả? Dạ. Vậy cậu kêu là gì? Dạ này con trai con. Không phải con trai, anh trai. Con run quá bác, anh trai con là phụ con bán với con. Sao vậy Ngân? Bữa con nói là bạn trai con là người làm, bây giờ là ông chủ. Lại sao? Nói sao chứ vậy? Ủa thì phải. Tại như mình phải. Không lẽ em vậy là quen nhân viên, em phải quen với bà chủ, ông chủ chứ đúng không? Nói thiệt đi. Dạ. Thôi,
Cậu cứ nói thiệt tình đi. Ở đây tôi không có quan trọng giàu nghèo đâu. Dạ. Thật thà là được rồi. Dạ con làm nhân viên. Dạ xin lỗi cô nha. Tại thằng em con nó vậy vậy thôi nhưng mà nó tốt lắm cô. Dạ. Nó chững chạc dữ lắm. Dạ. Đây, nó nghe. Mẹ thấy cậu này được nè. Ổn á. Cậu này ấp áp úng gì rung bảy bảy vậy không được đâu, không được. Mẹ thấy là cậu này hợp với con hơn. Cũng hợp với ba con lắm á. Vậy là bây giờ mẹ không thích anh Nam mà mẹ thích anh Long đúng không? Đúng rồi. Đây mới là mẫu người ba con thích á. Tin mẹ đi. Ủa, là sao, là sao, là sao? Là sao không hiểu ba? À, thì bữa nay em đem mẹ em lại đây để tập vợt trước cho anh Nam trước khi mà ra mắt ba em. Ủa, nó vậy là bác biết hết không ạ? Đúng rồi. Rồi, sao tự nhiên cái con vụ mà đổ người tiễn đây là làm sao? Thì bây giờ mẹ em lại đây đúng không? Mẹ em thấy anh Nam rung quá, mẹ em không chịu, mẹ em chịu anh Long. Ủa, là có nghĩa là bác biết hết. Ừ. Rồi bác cấu kết với con gái bác là hai người là cùng lừa đảo chồng bác. Bác có điện thoại bác nghe bác luôn. Chứ mày điên hả? Bước qua đây coi. Chứ nó vô giả, nó giả làm muốn chết luôn rồi trời. Muốn chết. Mày im lại, tao giải quyết. Tao mới là lèo lưỡi nè. Cô ơi, em làm gì không được đâu. Tự nhiên cái gì làm chết chết uy tín tùm lum hết á. Được, mẹ thấy được lắm luôn á. Này con nhìn đi, cậu này rất là chững chạc, thấy không? Ăn nói lưu loát. Một mẫu người đàn ông mà để con gái của mẹ gửi gắm, chắc chắn là ba con chịu. Chắc chắn là bà ở trên đó là chú chịu, nhưng mà nhiều khi ở đây không chịu thì sao, đúng không? Không được đâu. Sao làm được? Sao làm gì được? Anh Long, không lẽ bây giờ anh ấy ngồi sắp nhảy vô hố lửa mà không giúp vợ? Quen dữ rồi trời. Nữa hả? Sao giống bữa ngồi đây quá vậy? Mẹ ơi, bây giờ người ta đẩy con vậy mà người ta không giúp rồi. Không phải làm sao mẹ ơi. Trời, tội nghiệp con gái của mẹ. Đứa con gái tội nghiệp của mẹ. Thôi, được rồi. Đây, tôi giúp nha. Ê, tính ra bị gài nhanh hơn tôi luôn á. Không, tôi là phải năn nỉ bao nhiêu lâu mới được á. Mày điên hả? Mày tao muốn hả? Mày thấy chưa? Bây giờ một hôm bữa của mình con Ngân thôi là cũng cả buổi sáng rồi. Bây giờ thêm bà mẹ nữa, tao nghĩ chắc hai bà mày diễn tuồng nhau chắc tới chiều quá. Gia đình diễn xuất thiệt ghê thiệt. Vậy anh chịu đúng không? Tôi không chịu, chắc tới sáng mai luôn quá. Vậy bây giờ em với mẹ em sẽ về nói với ba em rồi. Cái gì em đưa ba em lên đây nói chuyện với anh nha. Rồi, biết rồi. Vậy giờ nhớ nha, chỉ một ngày thôi đó nha. Em hứa. Em về trước nha, bye bye anh nào, bye bye anh Lâu. Rồi. Khoái muốn chết, đặt thở dài. Ủa Nam, mày bị điên hay gì vậy? Bị điên gì? Nè, nếu như không khoái nè, hồi nãy ra giả bộ hả, đứng ra diễn tao đây một người đàn ông thực thụ để chi? Để cho hả, người ta không chọn tôi mà đi chọn ông Vũ đúng không? Ê Nam, mày nói mày coi lại nha, rõ ràng nha, tao ở trong kia tao không muốn ra đây nha. Mày ra mày lôi tao ngoài đây, đúng chưa? Rồi ra đây mày không nói gì, để tao mình tao nói không à, đã gì nói xạo nữa. Rồi nói mà nói rung cày sấy nữa. Người ta thấy mày người ta không tin tưởng. Rồi mẹ người ta thấy người ta tin tưởng tao, người ta thương tao, tao giao cho con gái tao cho tao, chứ phải đâu tao đâu. Ủa sao mẹ người ta chọn không chọn mẹ tao đi, để tôi chọn con người ta, mất mớ chọn là ngưng. Mày điên hả? Cái quán cơm này của cậu hả? Dạ đúng à. Thật ra mới đầu á, quán cơm này cũng của một ông chú, mà khi mà định cư nước ngoài rồi á thì có để lại cho con. Còn cậu kia là nhân viên của cậu hả? Dạ đúng rồi ạ. À, thật ra tốt lắm, tụi con ở nhau vậy chứ coi như là anh em trong gia đình gì đó. Không có cậu ta thì con cũng khó chủ cái quán này lắm á. À nè cậu kia. Dạ. Cậu tên gì vậy? Nam hả? Tên Nam hả? Dạ Nam. Ừ. Còn giờ tôi hỏi cậu Long nè. Dạ. Cậu yêu con gái tôi ở điểm gì vậy? Dạ con yêu tất cả những điểm gì của Ngân ạ. À tốt. Anh này nói gì vậy? Nếu hai đứa mà tới với nhau á thì những công chuyện nhà hai đứa sẽ làm những gì? À, chuyện nhà tất nhiên là con phải làm rồi. À. Con là đàn ông mà. Ừ. À, con không để cho Ngân phải đụng bất cứ một chuyện gì trong gia đình cả. À, không đụng tới bất cứ một móng tay móng chân gì hết. Chà. Dạ. Vậy kinh tế của gia đình á thì ai sẽ lo đây? Chắc chắn là con rồi. Ừ. Như nói ở trên á, con là đàn ông mà, là trụ cột của gia đình. Con không thể nào để cho Ngân đi ra ngoài mà làm mà nắng rồi
sương gió mà nhọc nhằn gì hết. Với lại quán cơm của con thật sự cũng đang tạm ổn. Mặc dù rồi bị trộm nó vô nó cũng giết thăm. Con lấy hết một số đồ, con cũng đã dàn xếp hết rồi. Giờ cũng đang tạm ổn rồi bác. Giờ con nghĩ là kinh tế gia đình là con lo được. À, cậu Nam, nếu đặt trường hợp như cậu á, thì cậu sẽ làm sao? Ủa sao tự nhiên hỏi con vậy bác? Con với Ngân đâu quen nhau được, người yêu là anh Long mà. À, thì tôi giả dụ vậy mà, giả dụ nếu như cậu á, thì cậu sẽ làm sao? Đặt trường hợp cậu như là cậu Long á. À, nếu như mà con mà có cơ hội mà được Ngân chọn làm chồng á, con thấy vậy, tại vì khi mà Ngân chọn làm chồng thì Ngân biết là cái điều kiện kinh tế con cũng chưa cho phép. Nên để mà con nói là con sẽ lo cho Ngân thì con thấy giống như cái đó nó xạo vậy đó. Tại vì con nghĩ là con làm và Ngân cũng đi làm. Với lại với cái bản tính của Ngân thì con nghĩ Ngân không thể nào mà suốt ngày ở nhà mà cứ tới chiều chiều đợi chồng đi làm về. Cái hai mà kêu con vừa đi làm vừa lo hết việc nhà đó là chuyện không thể rồi. Ít nhất là Ngân cũng phải phụ con làm việc. Nhưng mà hứa là tất cả những việc nặng là con làm. Nhưng là luôn luôn có cạnh Ngân để mà hai đứa cùng làm. Tại con nghĩ là hai người mà làm việc với nhau là lúc nào nó cũng sẽ hạnh phúc. Đồng ý. Còn cái thứ ba, nếu mà nó yêu tất cả cái điểm của Ngân là chắc chắn là không có rồi. Người phải có mặt tốt mặt xấu chứ. Nhưng mà con sẽ chấp nhận cái mặt xấu đó. Rồi từ từ con uống nắng mà uống được cái con uống theo luôn. Nói chung là vậy. Chứ mà còn bây giờ hứa hẹn thì thật sự ra ai hứa cũng được. Nhưng mà làm được hay không thì con nghĩ là cái đó là phải để cho tương lai trả lời. Thôi được rồi Ngân. Dạ. Con thấy làm sao? Dạ, thấy sao là sao ba? Con không thấy là câu trả lời của cậu Long là quá hoàn hảo sao? Dạ, là sao con không hiểu? Cậu Long. Dạ. Tôi cũng xin lỗi cậu trước nha. Thiệt ra cậu trả lời đúng như tôi nói, quá hoàn hảo. Đó. Thậm chí là một người hết sức là mồm mép. Tôi thì thích những người mà mộc mạc, chân chất, chất phát thôi. Cậu lại mồm mép như vậy, chứng tỏ cậu là một người tình trường rất là dày dạn kinh nghiệm. Cho nên tôi thấy không thể nào phù hợp với con Ngân được. Còn cậu Nam á, tôi thấy lại hợp với con Ngân hơn. Đó, rất là chân chất, chất phát. Có nghĩa là có sao nói vậy. Đó. Con cảm ơn mà bác. Nhưng mà tiếc quá, Ngân không phải bạn gái của con. Bạn gái của ông Thủ Long. Bây giờ cái quan trọng á là cậu có bạn gái chưa? Dạ, chưa. Tốt. Nếu như cậu đồng ý, cậu hài lòng, tôi sẵn sàng gả con Ngân cho cậu. Không nói thiệt. Không nói chơi hả? Tôi đang nói thiệt. Ha. Nếu cậu đồng ý hài lòng, tôi sẽ cho địa chỉ nhà ở dưới quê. Rồi cậu thấy ngày nào được á, cậu đưa người lớn xuống. Rồi tôi làm mai làm bố đầy đủ. Bữa nay luôn nè. Xuống luôn, xuống luôn. Đi mày đi mày. Cái gì vậy? Đang diễn mà. Diễn cái gì bác thích quá làm luôn. Ba. Sao ba nói là bây giờ con giận bạn trai giờ ra mắt ba là ba không ép gả con cho người khác nữa. Thì đúng rồi. Thì anh Long là bạn trai con rồi nè. Nhưng ba thấy cậu Long không phù hợp với con. Ba thấy cậu Nam mới là phù hợp với con nhất. Dạ. Không. Bây giờ con không có gả cho ai hết trơn á. Con không có chịu ai hết. Bây giờ anh Long hay anh Nam gì cũng không phải là bạn trai của con, sao con chịu được? Thiệt tình cái con. Cái gì? Con mới nói cái gì? Cả hai cậu này không phải là bạn trai của con hả? Không phải. Ông bình tĩnh không? Ba hiểu lầm mà. Con lấy cái chuyện này ra để gạt ba mẹ như vậy hả? Tỉnh ông ơi, chuyện đâu còn có đó. Đừng có mắng con gái mình. Được rồi, đi về quê không có nói nhiều nữa. Ba, con không có muốn như vậy. Nhưng mà tại vì ba cứ ép con là phải có bạn trai thì ba mới không có gả con cho người khác, nên là con mới buộc phải kiếm người như vậy chứ. Ba nghe con một lần này thôi nha. Con mới có 24 tuổi à. Con còn trẻ lắm ba. Bây giờ còn nhiều thứ con phải làm lắm. Cái cuộc sống của con nó cũng rất là rộng lớn. Con còn phải đi khắp nơi, còn phải trải nghiệm đủ thứ hết. Rồi con cũng phải gặp người này người nọ thì con mới biết được là người nào thương mình, người nào không thương mình, thì con mới có thể chọn đúng người mà cưới chứ ba. Con biết là ba cũng mong con hạnh phúc, nhưng mà bây giờ đâu phải cưới sớm là hạnh phúc đâu ba.
bây giờ ba ép con cưới, ép con về quê vậy. Lỡ như mà làm mai con cho một người nào đó mà người đó không có thương con, xong rồi cái cưới vậy, cái người ta ngoại tình, hay là người ta đánh con rồi sao bà? Bà không thương con gái bà hả? Dạ, con trước là xin lỗi bác. Cái chuyện mà con kết hợp dùng với lại bé Ngân để mà gạt bác, sau con cũng xin phép bác nói một câu. Thật ra con thấy Ngân còn trẻ và dễ thương lắm bác. Bác cứ để cho Ngân sống với cái lứa tuổi của mình đi. Con nghĩ mà tình yêu và hôn nhân á sẽ tìm đến với nhau khi đúng thời điểm của nó. Lúc đó thì Ngân chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm bác. Dạ thưa ba. Ai ba của cậu? Tại chữ ba chữ bác nó giống nhau quá, còn bị lộn á. Giống hồi nào? Thì kệ cho đi. Dạ thưa bác. Dạ tại vì con đã sống với lại ông chủ Long thời gian á, con thấy vậy. Với cái thời buổi này con thấy là cưới sớm thì chưa chắc là đúng, mà cưới trễ cũng chưa chắc là sai, mà cưới đúng người á nó mới là điều tuyệt vời. Dạ con chỉ sợ là bác cứ hối thúc rồi bé Ngân cưới nhầm người, rồi lúc đó là cả cuộc đời bé Ngân sống trong sự không hạnh phúc á, thì tội cho bé Ngân. Đấy, điển hình như ông chủ con nè, chưa chọn được người nào tốt cho ông chủ con hết, mặc dù gần 40 tuổi đầu rồi nhưng mà vẫn sống hạnh phúc, vẫn sống vui vẻ. Nói 40 tuổi sao tao ngượng miệng dễ sợ luôn trời. Đâu gì đâu mà ngượng, mày nói với tao mới là cảm thấy xúc phạm tao đó. Ngày hôm qua có một khách kia vô đoán tao có 25 tuổi thôi đó. Chồng bị cặn, cái mặt gì 25 tuổi. Ngân nè, ba con á cũng chỉ là thương con lo cho con thôi. Đi qua xin lỗi ba đi. Ba, con xin lỗi. Ba thương con, đừng giận con nha. Thôi được rồi, nhưng mà lần sau á không có lấy mấy cái chuyện này ra để mà lừa gạt ba mẹ nữa nghe chưa? Con biết rồi, con không có làm cái này nữa. Mà con hứa với ba luôn á là con sẽ kiếm một người thiệt là đàng hoàng, thiệt là thương con, để con đem về làm rể cho ba nha. Ba thương con, đừng giận con nữa nha. Còn hai cậu nữa. Đó, thấy chưa, tôi nói rồi, ta người lớn, ta tinh ý lắm, ta tinh mắt lắm. Chứ làm thiệt luôn đi, làm giả giả chi giờ bác giận tôi luôn rồi kìa. Tôi thấy hai cậu đây á thì cũng là lớn tuổi hết rồi, đầu cũng hai thứ tóc hết rồi, lo lấy vợ đi chứ. Còn nếu ở thành phố mà nhắm mà không có người nào làm mai làm mối ra cho mình á, xuống dưới quê tôi làm mai làm mối cho, ở dưới nhóc hết. Tụi con nghe con bê đầy. Trời ơi, con nghe luôn kìa. Nghe cái nổi da gà luôn á. Trời ơi, đẻ đứa con là tên bê hay biết mấy. Mày điên ha.